Kính thưa các vị khách quý, các thầy cô và các bạn sinh viên thân mến, chỉ còn ít phút nữa thôi, webinar học thử Data Analysis, Data Visualization with Power BI sẽ chính thức được bắt đầu. Quý vị vui lòng ổn định, đổi tên đúng cú pháp, kiểm tra đường truyền Internet của mình để đảm bảo việc tham gia chương trình được thuận lợi nhất. Ban tổ chức khuyến khích mọi người sử dụng laptop cá nhân để có thể tham gia vào các hoạt động xuyên suốt trong buổi giao lưu và có trải nghiệm tốt nhất. Trong quá trình tham gia sẽ có nếu có bất kỳ sự cố gì thì mọi người hãy vui lòng để lại phản hồi ở trong phần thảo luận để ban tổ chức có thể hỗ trợ mọi người nhé. Và ban tổ chức xin lưu ý các bạn sinh viên FTU để được ghi nhận điểm rèn luyện, vui lòng tham dự và quét mã QR điền form check out ở cuối chương trình bằng địa chỉ email trùng khớp với email các bạn tham dự ngày hôm nay. Form sẽ được khóa ngay sau khi webinar kết thúc, cho nên chúng mình hãy chú ý để không bỏ lỡ quyền lợi của bản thân nhé. Và bên cạnh đó thì để đảm bảo nhận điểm rèn luyện thì các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại thương cần tham dự đủ 2 webinar và mỗi webinar phải tham gia ít nhất 70% thời lượng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của chương trình. Lời đầu tiên cho phép MC Minh Thư đại diện cho ban tổ chức webinar học thử Data Analysis, Data Visualization with Power BI gửi tới các quý vị khách quý, các thầy cô cùng các bạn sinh viên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Ngoại thương với sứ mệnh phục sự xã hội bằng sự xuất sắc trong giáo dục đang tiến bước trở thành đại học đổi mới sáng tạo nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á. Và khoa học dữ liệu cũng như phân tích dữ liệu đang định hình mọi khía cạnh của cuộc sống cũng như là các doanh nghiệp trong thời đại số. Chúng ta đang thu thập nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ nguồn lực để khai thác hiệu quả giá trị từ nguồn dữ liệu khổng lồ này. Nhu cầu về các nhân sự có chuyên môn hóa và kỹ năng cao về dữ liệu, phân tích hay machine learning cũng đang có xu hướng tăng lên trong thị trường việc làm. Các vị trí nhân sự liên quan tới dữ liệu mang lại giá trị cho các tổ chức trong ngành vì họ có thể giải quyết những thách thức phức tạp với dữ liệu và thúc đẩy quá trình đưa ra quyết định quan trọng. Hiện tại thì phía ban tổ chức có những cái slide mà trong đấy có những thông tin rất là quan trọng mà mọi người có thể giúp mọi người take note lại. Thì không biết là phía kỹ thuật của chương trình đã sẵn sàng để chiếu slide lên chưa ạ? Hiện tại thì Minh Thư chắc là với cũng như rất nhiều các bạn khác đang tham gia thì chưa thấy slide của ban tổ chức. À, mình thấy rồi ạ, bây giờ mọi người đã thấy được rồi. Vâng, và mọi người đã thấy trên slide thì đây là một số những thông tin đã take note lại. Cho thấy là trường Đại học Ngoại thương đang rất là quan tâm tới những cái xu hướng trong thị trường lao động thời gian hiện nay và tập trung đào tạo cho sinh viên của mình cũng như rất nhiều các bạn học viên có chung nhiều quan tâm. Và thấu hiểu được nhu cầu này thì Databot Analytics Group phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương để tổ chức chương trình đào tạo chiến lược với chủ đề là khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, đánh dấu sự hợp tác mật thiết giữa Databot và Trường Đại học Ngoại thương trong việc khai thác và phát triển nhân sự chất lượng cao cho ngành khoa học dữ liệu. Chương trình vệ tinh khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng, khai phá dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nhằm chuẩn bị cho người học hành trang toàn diện nhất để có thể đi sâu hơn vào ngành khoa học dữ liệu. Bên cạnh đó thì chương trình cũng trang bị cho sinh viên và các học viên về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mang tính ứng dụng cao, liên ngành và cập nhật nhất về ngành khoa học dữ liệu đó, đặc biệt là ứng dụng của ngành này trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, từ đó nâng cao giá trị bản thân và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Và ngày hôm nay thì Trường Đại học Ngoại thương Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh phối hợp cùng với Databot Analytics Group, Microsoft Training Service Partner tổ chức sự kiện webinar học thử Data Analysis, Data Visualization with Power BI nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ đam mê phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh được lắng nghe và thực hành trao đổi cùng chuyên gia trong lĩnh vực này. Nội dung chính của buổi webinar là thực hành Power BI, Data Analysis, một trong những phần quan trọng nhất của chương trình vệ tinh khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh. Đây là dịp để cho những ai đang cân nhắc tham gia khóa học vệ tinh khoa học dữ liệu có thể trải nghiệm một buổi học thực tế tại chương trình để hình dung rõ hơn trước khi đăng ký tham gia học. Và MC Minh Thư cũng nghĩ là đây là một cái webinar vô cùng cần thiết để bọn có thể hiểu được là mình sẽ học như thế nào, học được gì và có một cái trải nghiệm sát nhất với khóa học chương trình vệ tinh mà mọi người đang cân nhắc cũng như là đang quan tâm. Và ngay sau đây thì trước khi bắt đầu chương trình thì cho phép Minh Thư được điểm qua các phần chính của buổi webinar. Phần 1 là mở màn và giới thiệu diễn giả. Phần 2, tổng quan về Data Analytics và Career Roadmap Data Analyst. Phần 3, thực hành tạo lập báo cáo trên Power BI. Và phần 4 là phần Q&A, định hướng phát triển sự nghiệp về phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh. Và trước khi bắt đầu chương trình thì các bạn đang tham gia có thể chú ý là mở đường link dẫn đến phần cài đặt phần mềm Power BI mà ban tổ chức đã gửi cho mọi người rồi ạ. Và các bạn hãy nhanh chóng truy cập để cài đặt cũng như là tải tải bộ dataset về nhé.
Và phần cài đặt này sẽ mất khoảng 10 đến 20 phút với những bạn mà chưa cài đặt từ trước. Thế nên là mọi người chú ý để cài trước khi đến với cái phần thực hành Power BI, nó sẽ ở ngay sau đây thôi. Và như mình cũng đã giới thiệu thì đến với phần giới thiệu diễn giả, chắc là mọi người cũng đang rất là tò mò rồi. Và webinar ngày hôm nay thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu diễn giả chị Quỳnh Chi, Data Analyst tại Techcombank, giảng viên bộ môn Power BI tại Databot. Không biết là chị Chi có thể mở cam lên ạ? Vâng, em thấy chị Chi rồi ạ. Và rất cảm ơn chị hôm nay đã tham gia cùng với 100 bạn sinh viên đang có mặt trong buổi webinar. Các bạn đang rất là quan tâm tới lĩnh vực Data Analyst. Và cùng với diễn giả, mọi người đã thấy là chị Chi rồi đúng không ạ? Và chị Chi hiện đang là Data Analyst tại Techcombank, đồng thời là giảng viên bộ môn Power BI tại Databot. Chị tốt nghiệp khoa Toán Kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và chị có những kiến thức sâu sắc về kinh tế lượng, thống kê, các kỹ năng chuyên môn bao gồm Python, SQL, Power BI. Chị Quỳnh Chi cũng đam mê nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực như là Applied Statistics, Predictive Analytics và Storytelling Dashboard. Nói chung là rất nhiều kỹ năng mà em đọc em thấy cũng rất là nghĩa là em sau buổi webinar này thì các bạn sẽ học hỏi rất là nhiều từ chị, và những kiến thức này thì được chị truyền đạt rất là tận tâm và sinh động trong các học cho các học viên với vai trò là giảng viên phân tích dữ liệu tại Databot. Và các bạn đang tham gia ngày hôm nay thì em nghĩ là chủ yếu là các bạn cũng chưa được tiếp xúc với chị bao giờ, các bạn cũng chưa có trải nghiệm nào với việc học hỏi cũng như là việc học với giảng viên tại Databot, thì hy vọng là sau buổi hôm nay thì mọi người đã có những cái trải nghiệm rất là tốt và thật là vui với chị em mình nhé. Và về kinh nghiệm làm việc thì diễn giả của chúng ta đã có 5 năm làm việc trong ngành dữ liệu và đảm nhiệm nhiều vị trí ở các doanh nghiệp lớn như là Business Analyst tại True Medicine, Business Intelligence Specialist tại VNPay, Data Analyst tại MB Securities, và hiện tại thì chị đang là Data Analyst của Techcombank, đồng thời là giảng viên như em được giới thiệu. Vâng, một lần nữa thì thay mặt các bạn học viên, thay mặt ban tổ chức thì em chào chị Quỳnh Chi với rất nhiều năm về rèn luyện về chuyên môn, thử thách ở nhiều vị trí khác nhau tại một loạt các doanh nghiệp lớn. Thì không biết là chị có thể chia sẻ với các bạn khán giả ở đây một chút về bản thân cũng như là hành trình theo đuổi sự nghiệp của mình được không ạ? Rồi, xin cảm ơn Minh Thư. Mọi người vẫn nghe được mình đúng không ạ? Người nghe được đúng không? Thư có đang nghe được mình không? Có, em vẫn nghe được chị ạ. Xin chào tất cả mọi người và xin chào đặc biệt là xin chào các bạn sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương. Mình cũng như là Thư vừa giới thiệu rồi thì những cái gì mà basic nhất về mình thì Thư cũng đã vừa chia sẻ rồi. Thì mình cũng không nói lại những cái ý chính đấy nữa. Thế nhưng mà ở đây thì hôm nay mình rất là vui khi mà có mặt ở đây dưới cái vai trò là vừa là diễn giả và mình hy vọng là bên cạnh thực ra hôm nay là chúng ta nội dung chính của chúng ta cũng là học thử một cái buổi liên quan đến Power BI ở trong cái chương trình vệ tinh. Thế nhưng mà tuy nhiên là hôm nay thì mình đến đây cũng hy vọng là mang thêm cho mọi người một cái góc nhìn hoàn toàn mới, bởi vì như mọi người cũng đã thấy là mình base của mình thì cũng là base kinh tế thôi. Mình thì trong cái quá trình của mình đi làm ấy, mình đi dạy và trong 5 năm mình đi làm và 4 năm trong cái lĩnh vực giảng dạy của mình ấy, thì các bạn vẫn rất hay hỏi mình là à vậy thì em là base kinh tế, em học ngoại thương, em học kinh tế quốc dân, em học học viện ngân hàng, vậy thì em có thể làm dữ liệu được không? Thì hôm nay mình nghĩ là mình đến ở đây bên cạnh cái việc là giúp cho mọi người có thể là học thử được một buổi, trải nghiệm được một buổi học Power BI, và cụ thể hơn nữa là học Power BI trong một cái học phần giống như là khi mọi người sẽ học ở chương trình vệ tinh. Thì bên cạnh đấy sẽ là những cái chia sẻ và cái trải nghiệm của mình để giúp mọi người có thể chắc chắn hơn và vững vàng hơn với cái quyết định của mình, xem là chúng ta có thật sự là nên bắt đầu với cái ngành này không, và những cái gọi là những cái ưu điểm, những cái ưu thế của chúng ta dưới cái vai trò là những cái sinh viên ở cái background hoàn toàn khác để chúng ta bắt đầu với cả cái ngành dữ liệu này, thì cái ưu điểm của mình là gì. Và thực ra thì mọi người hay nhìn thấy là rất nhiều các cái phần về những cái điểm mà mình cảm thấy mình còn hạn chế, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái ưu điểm. Thì hôm nay là rất là vui vì mình có thể là đem đến cái phần những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức và những cái trải nghiệm cá nhân của mình trong cái ngành dữ liệu này thông qua cái 5 năm mình làm việc, thì hy vọng là cũng sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những cái trải nghiệm hữu ích. Vâng ạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị, và bản thân em cũng đang rất là tò mò để không biết là buổi học sẽ diễn ra như nào và được thực hành những điều gì. Nhưng mà tuy nhiên thì trước khi đến với một phần chuyên môn như vậy thì chúng mình cùng nghe xem là tổng quan về data science hay là data analytics như thế nào. Và về để nói về chủ đề này thì em xin phép được nhường mic cho chị Quỳnh Chi với phần trình bày về tổng quan về ngành data. Rồi, okay, cảm ơn Minh Thư. Hôm nay thì để mà trước khi mà bắt đầu và để tìm hiểu về Power BI ấy, và cũng như là chúng ta học thử một buổi, thì mình cũng muốn là chia sẻ với mọi người tổng quan một chút về cái ngành dữ liệu này. Thật ra thì chúng ta sẽ không đi quá là sâu về phần tổng quan này, nhưng mà cũng muốn cho mọi người một cái góc nhìn thực tế ở cái thị trường Việt Nam hiện tại đang như thế nào.
Rồi, ở đây thì đầu tiên để nói về cái ngành dữ liệu ấy, thì mọi người có thể thấy bây giờ hiện tại khi trong mà trong cái thế kỷ này bây giờ mọi người thấy là dữ liệu nó có tồn tại ở khắp mọi nơi. Đối với cả các em sinh viên, mọi người là sinh viên thì mọi người sẽ thấy là à hàng ngày mình có những cái gì ạ? Mình có ví dụ mua sắm ở trên các sàn thương mại điện tử nó cũng sinh ra dữ liệu. À rồi các cái thông tin liên quan đến bây giờ những cái thông tin liên quan đến sinh trắc học, những thông tin liên quan đến các cái hoạt động về căn cước công dân, định danh công dân cũng tất cả đều lưu trữ ở dưới dạng dữ liệu. Vậy thì chúng ta hình dung là dữ liệu nó tồn tại ở khắp xung quanh chúng ta ở bất cứ một cái dạng nào. Dữ liệu chứ không không hạn chế là chỉ ở trong doanh nghiệp nhé. Doanh nghiệp thì đương nhiên là sẽ có dữ liệu rồi. Thế nhưng mà mở rộng hơn một chút thì chúng ta nhìn là à dữ liệu bây giờ nó đang có ở khắp mọi nơi, nó đang có ở xung quanh mọi người từ các cái dạng dữ liệu dưới dạng là dữ liệu bình thường mọi người chúng thông thường quen thuộc thì sẽ là dưới dạng bảng đúng không? Thế nhưng mà rộng hơn một chút thì chúng ta sẽ có gì ạ? Những cái dữ liệu mà thay vì những cái file Excel, những cái file Excel mọi người làm việc thì là bảng rồi, rồi những cái cơ sở dữ liệu trong doanh nghiệp thì bây giờ là chúng ta có thể hoàn toàn có những cái dữ liệu dạng như là những cái file file ảnh đúng không? Những cái file ảnh, những cái file video. Vậy thì mọi người hình dung là tất cả những cái đấy nó đều là dữ liệu. Vậy thì bây giờ tất cả mọi thứ đều là dữ liệu, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể khai thác được nó? Vì bản thân là dữ liệu ở khắp mọi nơi, nó là một trong những cái nguồn tài nguyên quý giá nhất. Ngày xưa thì nó ngày xưa ấy, thì trong cái ngành dữ liệu này có ví dữ liệu giống như là một cái loại nhiên liệu, nó là một loại dầu. Vậy thì chúng ta hình dung là dầu để làm gì? Dầu dữ liệu sẽ giống như là một loại dầu ở dưới lòng đất. Thì khi mà được lấy lên, khi mà được tinh chế, khi mà được sản xuất ra ấy, thì nó sẽ giúp cho rất nhiều các ngành công nghiệp phía đằng sau hoạt động. Thì giống như vậy, đây cũng thế đấy. Thì mọi người hình dung là dữ liệu bây giờ ấy, nó không phải là dầu nữa, mà đến cái thời điểm hiện tại khi mà cái khối lượng dữ liệu nó càng ngày càng lớn, và nó càng ngày càng lớn, và nó càng ngày càng nhiều, và xung quanh mọi người luôn luôn là dữ liệu, thì bây giờ người ta sẽ ví dữ liệu giống như là nước vậy. Nó giống như là nước, bởi vì sao? Nó sẽ giúp cho cái việc sinh tồn của doanh nghiệp, những cái việc mà tối ưu được dữ liệu ấy, nó sẽ giải quyết rất nhiều các bài toán trong doanh nghiệp. Đó, thế nên là ở đây để mà nói về cái ngành dữ liệu ấy, về cái triển vọng của nó thì như mọi người đã thấy đấy, người ta còn ví là à bây giờ dữ liệu giống như một cái nguồn tài nguyên quý báu, giống như là nước vậy, giống như là nước, giống như là dầu khí vậy. Ngày xưa thì là ví là dầu khí, bây giờ ví là nước. Thì mọi người sẽ hình dung là dữ liệu nó ở khắp mọi nơi, khắp xung quanh chúng ta, và cái chúng ta cần là gì ạ? Cái chúng ta cần là à làm thế nào để có thể khai thác được dữ liệu một cách tối ưu nhất, làm thế nào để mà từ những cái dữ liệu mà xung quanh mọi người đó chúng ta ra được những cái insight có ý nghĩa, những cái thông tin mà có lẽ là bản thân chúng ta có thể là biết hoặc là thậm chí còn chưa biết, nhưng mà dữ liệu sẽ giúp chúng ta nói lên những điều đó. Thì ngành ngành data analytics nói chung, và thậm chí là data science nói chung và data science luôn, thì cũng đều khai thác cái khía cạnh đó về dữ liệu, nghĩa là sẽ giúp cho mọi người làm sao à có thể là lấy được ra rất nhiều các cái thông tin từ dữ liệu, phải làm sao mà à từ những cái nguồn tài nguyên như vậy, từ cái tài sản vô giá của doanh nghiệp chính là dữ liệu, thì chúng ta tối ưu được nó, khai thác được nó và giúp tăng trưởng về doanh thu. Rồi, và vai trò của data analytics trong doanh nghiệp thì cũng giống như là mình vừa mới chia sẻ, trong doanh nghiệp thì bây giờ dữ liệu chính là một cái nguồn tài nguyên rất lớn, dữ liệu chính là một nguồn tài nguyên rất lớn, nó giúp cho doanh nghiệp trong rất nhiều các công đoạn khác nhau. Ra là trong cái 5 năm vừa qua mình thì có cái cơ duyên may mắn một chút là mình trải qua 5 năm 5 năm trong ngành dữ liệu, và cũng là 5 năm đấy thì ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại thì cũng là 5 năm mà dữ liệu cái ngành dữ liệu nó bắt đầu thâm nhập rất là sâu và rộng ở vào Việt Nam. Thế nên là chính vì lý do đó nên là mình nhìn thấy những cái ứng dụng rất là thực tế trong doanh nghiệp. Thì thông thường ấy, thì cái cơ bản nhất mà ai cũng nhìn thấy data analytics là gì? Phân tích dữ liệu. Vậy thì doanh nghiệp sẽ dùng dữ liệu để làm gì? Phân tích để làm gì? Để ra quyết định, để ra được những cái insight, những cái điều mà bản thân chúng ta có thể là chưa biết. Bây giờ giả sử một câu chuyện đơn giản như thế này là à, một ngày doanh nghiệp của chúng ta đúng không, thì thấy được là cái chỉ số liên quan đến lợi nhuận đang giảm đúng không? Vậy thì đầu tiên là chúng ta cần phải biết được lợi nhuận chúng ta là bao nhiêu, lợi nhuận của chúng ta so với tháng trước là bao nhiêu, và nếu mà nó giảm thì chúng ta lại cần phải phân tích sâu hơn lý do vì sao nó giảm ở khu vực địa lý nào, nó giảm ở cửa hàng nào, nó giảm do những tác nhân nào tác động lên, thì tất cả những cái đó nó sẽ thuộc cái phạm vi của phân tích dữ liệu. Vậy thì phân tích dữ liệu ở đây sẽ giúp cho mọi người có thể ra được những cái insight, những cái thông tin hữu ích mà từ những cái dữ liệu của chúng ta. Đồng thời đấy nữa là chúng ta sẽ thấy là bên cạnh là hỗ trợ ra đưa ra thông tin ấy, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta đưa ra quyết định. Bởi vì khi mà chúng ta có những cái quyết định phải đưa ra ở trong doanh nghiệp ấy, thì nó phải dựa trên số, chúng ta sẽ không thể nào mà đưa ra những cái quyết định dựa trên cảm tính được. Chính vì thế là cái vai trò của dữ liệu đầu tiên chính là để hỗ trợ chúng ta trong cái quá trình ra quyết định và phân tích. Cái thứ hai thì một cái phần thứ hai nữa mà phần lớn bây giờ là các cái doanh nghiệp lớn nó đang hướng đến, đấy chính là cái việc là sử dụng dữ liệu trong tự động hóa một số các cái quy trình.
Đó, chính vì lý do như thế nên là đấy là hai cái vai trò rất lớn của phân tích dữ liệu và data analytics ở trong doanh nghiệp. Và đến bây giờ thì mình cá nhân mình thì đã làm việc ở trong những cái ngành ví dụ như là ngành chứng khoán, ngành ngân hàng, đồng thời là cũng có làm việc trong cả thương mại điện tử luôn, là những cái ngành mà sử dụng rất là nhiều dữ liệu. Thì cá nhân mình thấy là đấy là hai cái use case trực tiếp và nó đóng một cái vai trò rất là lớn ở trong ngành. Rồi ứng dụng về cái kỹ năng dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh ấy, thì bản thân cái những cái kỹ năng cơ bản ấy, cái kỹ năng cơ bản về về phân tích dữ liệu thì bản thân mọi người cũng đã được, có lẽ là cũng đã được tìm hiểu qua rồi, và đây là những bạn mà đến đây và có thể là mọi người cũng tìm hiểu về cái chương trình vệ tinh của trường Đại học Ngoại thương ấy, thì mọi người cũng sẽ thấy là trong cái chương trình đấy mình chia ra thành rất nhiều học phần, nhưng mà tổng quan lại là một số các cái kỹ năng mềm liên quan đến Python, liên quan đến SQL, liên quan đến Power BI, thì đấy chính là những cái kỹ năng dữ liệu, đấy chính là những cái toolset, và đấy chính là những cái thứ mà mọi người sẽ giống như là mọi người sẽ cầm nó để có thể là thực chiến được, để có thể là ra ngoài và chúng ta có thể là đạt được những cái use case mà giống như mình vừa nói ở trong doanh nghiệp đấy. Thì đấy là một số các cái chia sẻ của mình về cái phần liên quan đến là cái vai trò của data analytics trong doanh nghiệp, cũng như là vì sao là mọi người có cần có những cái kỹ năng gì để có thể là master được nó, để có thể là đạt được cái level là phân tích dữ liệu và ứng dụng được nó vào trong doanh nghiệp. Vâng ạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị. Thực sự là từ những chia sẻ đó thì nhất là em hiểu được tổng quan về ngành data sẽ như thế nào và hiện tại là nhu cầu của các doanh nghiệp, của thị trường đang ra sao. Và tất nhiên là những cái ứng dụng về kỹ năng đều rất là thiết thực và không chỉ một ngành mà có thể ứng dụng ra nhiều ngành khác nữa, bởi vì data hay là dữ liệu bây giờ như chị chia sẻ ạ, thì nó cũng rất là phổ biến, nó rất là cần thiết, gần như là bộ phận nào cũng cần vì để đưa ra quyết định, đúng không chị? Thì em thấy là bản thân chị cũng chia sẻ, chị là base kinh tế, tốt nghiệp ngành toán kinh tế của trường Kinh tế Quốc dân. Thì trong group bóc chat cũng đang có rất nhiều bạn hỏi là không có năng khiếu về toán thì có theo được không, thì không biết là chị có thể chia sẻ thêm một chút thì lời khuyên của chị về lộ trình cho các bạn base kinh tế này, base nó không quá là có nhiều nhiều về data, về code đi ạ, thì không biết là các bạn có thể theo đuổi một cái lộ trình như thế nào và liệu là các cái chứng chỉ về data analytics thì nó có hỗ trợ gì không, hỗ trợ gì bên cạnh những cái chuyên ngành của các bạn không ạ? Câu hỏi này thì thực ra là mình nhận được rất nhiều trong cái quá trình mà mình đi dạy và cũng như đi đào tạo. Thì bản thân là như mình cũng chia sẻ, bản thân mình xuất phát từ kinh tế quốc dân, mình cũng hoàn toàn là không có base liên quan đến công nghệ. Thực ra thì nói về toán, thực ra nó sẽ cần cái phần toán nặng nhất thì là cái tư duy logic thôi. Thì bản thân là khi mọi người làm dữ liệu ấy, thì nó sẽ có ba cái để trở thành một data analysis, thì nó sẽ có ba cái yếu tố. Đầu tiên là cái mindset, tiếp theo là cái skill set, và cuối cùng là cái tool set. Thì cái phần về tool set thì mọi người hoàn toàn có thể học được, và thậm chí là mọi người còn có thể tự học được luôn. Thật sự là chia sẻ với mọi người là ngày xưa cá nhân mình là một người tự học, rất nhiều các cái tool mình tự học, nên là bản thân là cái tool set mọi người hoàn toàn có thể tự học được. Thế nhưng mà cái vấn đề là cái mindset và cái skill set, những cái skill mà để chúng ta có thể phục vụ cho vấn đề phân tích được. Tiếp theo đấy là cái mindset, khi mà chúng ta phân tích như thế nào, thì cái đó là thật sự là ở đây bây giờ thì khi mà cái ngành dữ liệu này nó trở nên đào tạo nhiều hơn, cũng như là Dataport này, đồng thời là bây giờ ngoại thương cũng sẽ mở cái chương trình như thế này, thì nó hỗ trợ mọi người rất lớn trong cái quá trình là hình thành cái mindset và cái skill set cho mọi người. Thì nó không phải là chỉ xoay quanh cái việc là nó không phải xoay quanh cái việc là mọi người có học được toán hay không, mà nó sẽ lại quay lại câu chuyện là khi mà chúng ta đi học ấy, thì chúng ta học được những cái gì. Ở đây thì mọi người hoàn toàn đều tất cả, và tất cả mọi người đều có thể tham gia học được. Nó không bị giới hạn bởi việc là mọi người có base công nghệ hay không, mọi người có base toán hay không. Ở đây nó chỉ có một cái là chúng ta có một cái tư duy logic là được, là đã đủ để chúng ta bắt đầu rồi. Còn đâu là những cái liên quan đến tool set là mọi người hoàn toàn có thể học thông qua những cái chương trình như thế này ở Dataport, ở Đại học Ngoại thương, chương trình vệ tinh, mindset. Bọn mình chính là người sẽ guide cho mọi người cái mindset đó, mindset và skill set luôn, thì sẽ là người guide cho mọi người. Thì kết hợp với ba cái bộ ba đó thì mọi người sẽ hoàn toàn là có thể sẵn sàng để bước chân vào ngành dữ liệu, chứ không nhất thiết là chúng ta phải xuất phát từ ngành công nghệ, hay là chúng ta phải quen với việc lập trình, hay là chúng ta phải gọi là phải biết về toán, phải rất giỏi về toán, không, cái đấy thì không phải nhá. Bản thân là mình cũng đã, và theo cái kinh nghiệm thực tế của mình thì trong thông qua 5 năm 4 năm mình đào tạo ấy, thì có rất nhiều các học viên của mình đến thời điểm hiện tại là hoàn toàn không có base gì cả, không có base công nghệ và cũng không có base liên quan đến toán, và rất nhiều bạn ở Đại học Ngoại thương luôn hiện tại là đã đang tìm được việc rồi và đã đang làm việc ở vị trí data analysis rồi. Đó thì đấy là những cái chia sẻ mà dựa trên cái số liệu thực tế luôn, và dựa trên những cái kinh nghiệm mà số liệu thực tế, và dựa trên những cái trải nghiệm cá nhân của mình luôn.
Vâng ạ, thực ra thì ở buổi webinar 1 ấy chị, thì em cũng đã được gặp một chị cũng đã tham gia khóa học Databot, và bây giờ chị ấy là cũng đang là Data Analyst ở một công ty game và cũng base kinh tế của trường ngoại thương. Thì em nghĩ là những cái liên quan tới skill set, nhất là lát nữa mình sẽ được học cùng chị thì sẽ rất là khả thi, và bọn em rất là mong đến cái phần là học như học về Power BI. Và tất nhiên là để bắt đầu học thì chúng mình sẽ cần chuẩn bị, và mọi người hãy không biết là mọi người đã cài đặt phần mềm Power BI cũng như là dataset đến đâu rồi ạ, bởi vì hiện tại thì ban tổ chức cũng nhận được rất nhiều những cái thắc mắc cũng như là chia sẻ về việc khó khăn trong việc cài đặt, thì mọi người cứ gửi vào box chat hoặc là nhắn tin cho ban tổ chức thì bọn mình sẽ hỗ trợ, có đội kỹ thuật để hỗ trợ các bạn nhé. Và trong lúc đó thì chị Quỳnh Chi sẽ có một số câu quiz nho nhỏ về Data Analytics để thử tài các bạn tham gia. Chúng mình sẽ có 3 phần quà cho 3 bạn có câu trả lời nhanh và chính xác nhất. Và mọi người có thể tham gia trò chơi này bằng cách là điền câu trả lời vào box chat nhé. Không biết mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Bởi vì sau đây thì chị Chi đã chuẩn bị 3 câu hỏi cho mọi người rồi. Vâng, và sau đây thì em mời chị Chi có thể đưa ra câu hỏi cho các bạn ạ. Rồi, ok, ở đây thì và qua những cái chia sẻ cơ bản và mình nghĩ là mọi người ở đây cũng có một chút cái sự tìm hiểu về cái ngành dữ liệu này rồi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ đến đến ba câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên ở đây là mục tiêu chính của data analytics trong bối cảnh kinh doanh là gì? Đáp án A là để chúng ta thu thập được nhiều dữ liệu nhất có thể. Đáp án B để chúng ta phát kiến ra những cái insight bất kỳ trong doanh nghiệp. Đáp án C là để phân tích dữ liệu và hỗ trợ cho việc ra quyết định trong kinh doanh. Và đáp án D cuối cùng của chúng ta là để đảm bảo lưu trữ được dữ liệu được bảo mật. Ở đây thì mọi người cố gắng trả lời nhanh nhất nhé để chúng ta có thể đạt được cái phần quà từ ban tổ chức, và có lẽ là sẽ nhờ ban tổ chức có thể là nhặt được ra bạn nào Đọc mà trả nhanh lời nhất. nhanh nhất nhé. Em thấy là chị vừa đọc câu hỏi xong thì đã có bạn gửi đáp án vào rồi ạ. Nhưng mà máy em thì nó nhảy liên tục, em nghĩ là máy mỗi người thì nó sẽ có các bạn trả lời đầu tiên khác nhau ấy ạ. Thế nên là em phần này thì em sẽ để ban tổ chức quyết định cho công bằng. Vâng. Và với câu hỏi đầu tiên thì thấy mọi người có vẻ rất là nhất trí trong việc chọn đáp án. Thì mọi người đều chỉ chọn đúng đáp án C, chưa thấy ai chọn đáp án khác. Và bây giờ chắc là nhiều người thế thì em nghĩ là đáp án đấy cũng đúng rồi đúng không chị? Không biết là ai nhanh nhất thôi. Và sau đây là... À, ban tổ chức có muốn mình công bố luôn là ai là người nhanh nhất không ạ? Có lẽ là chị nghĩ là có lẽ là chúng ta sẽ để sau sau khi qua cả ba câu rồi Vâng, thì chúng ta vâng sẽ ạ. công bố xem là ba bạn là được giải ngày hôm Vâng nay, thì mọi người cố gắng trả ạ. lời nhanh nhất nhé, Vâng, và em nghĩ là mình sẽ nhanh và cùng chính đến xác với nhất. câu hỏi thứ hai thôi ạ. Ok, đến câu hỏi thứ hai nhé. Rồi, à, câu hỏi này thì khá dễ. Công cụ nào sau đây không được xem xét như một công cụ phân tích dữ liệu? Đáp án A của chúng ta là Excel, đáp án B là Power BI, đáp án C là Tableau và đáp án D là Canva. Câu này em cũng biết. Em chưa có tìm hiểu nhiều nhưng mà em cũng biết nha. Ừ, rất là Em dễ để có thể nhận Vâng, quà. em thấy câu này khá là dễ rồi ạ. Và ban tổ chức cũng đã báo cho em cái tên nhanh nhất rồi, nhưng mà mình sẽ thông báo đằng sau cùng nhé. MC xin phép được nhắc lại một chút là trong thời gian chúng mình cùng tham gia quiz với nhau thì các bạn hãy cố gắng cài đặt Power BI cũng như là tải tải dataset về để chuẩn bị cho phần tiếp theo. Và nếu có bất kỳ khó khăn gì thì hãy nhắn vào box chat hoặc là nhắn tin cho tổ kỹ thuật của ban tổ chức để có thể hỗ trợ mọi người cài đặt nhé. Và sau đây thì chúng mình cùng đến với câu hỏi thứ ba. Rồi, câu hỏi thứ ba ở đây là lại quay xoay quanh cái mục tiêu chính của Power BI là gì? À, theo mọi người, A để trực quan hóa dữ liệu xây dựng và chia sẻ báo cáo, B để thiết kế hình ảnh tạo giao diện ứng dụng, C để truy vấn dữ liệu và cơ sở dữ liệu, và D là để lập trình các ứng dụng và website. Câu này em không chắc lắm, nhưng mà vâng, và thấy rất nhiều bạn đã nhắn tin vào box chat rồi, các bạn toàn trả lời giống nhau thôi chị ạ. Nên nghĩ Chứng là tỏ mọi là người các cũng bạn rất trả lời chúng nhau vâng, là chính xác đúng không? đúng rồi đấy ạ, các bạn đã có sự chuẩn bị, có bạn trả lời khác này. À, dù sao đi nữa thì ban tổ chức cũng đã chọn được ba bạn nhanh nhất và chính xác nhất rồi, thì NG xin phép được công bố nhé. Với câu hỏi đầu tiên thì thí sinh hoàn thành xuất sắc nhất chính là bạn Dụng Lan Anh đã comment đáp án đúng là đáp án C, đáp án C. Với câu hỏi thứ hai là bạn Hoàng Yến Nhi với đáp án gì, câu hỏi thứ hai đáp án là đáp án D đúng không? Đáp án D. Và với câu hỏi thứ ba là bạn Phí Duy Anh. Vâng, và với ba bạn vừa rồi thì ban tổ chức sẽ xin phép được liên hệ với các bạn để gửi phần quà. Cảm ơn các bạn đã tham gia cùng với chương trình. Không biết là mọi người đã cài đặt xong Power BI và Dataset chưa ạ? Để em xin. Hiện tại thì ban tổ chức cũng đang rất là nỗ lực để giúp mọi người cài đặt.
Vâng, và ngay sau đây thì không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa thì tiếp sau sẽ là phần rất là thú vị và mong mọi người sẽ hoạt động thật là năng nổ và đón nhận nhất trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và trong chương trình vệ tinh khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh thì học phần phân tích nâng cao cho kinh tế và kinh doanh đều rất quan tâm bởi các bạn học viên vì tính ứng dụng cao trong công việc thực tiễn của một nhà phân tích dữ liệu. Do đó thì trong phần 2 của webinar thì chúng mình hãy cùng trải nghiệm học cách sử dụng công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến nhất hiện nay, đó là Power BI của Microsoft. Và ở phần này thì diễn giả sẽ trực tiếp hướng dẫn mọi người cách thực hiện các thao tác ở trên phần mềm. Nếu mọi người sẵn sàng rồi thì hãy thả reaction hoặc là nhắn tin trực tiếp vào trong box chat để chị Quỳnh Chi và Minh Thư có thể biết là mọi người đã tải xong các cái công cụ cần thiết và sẵn sàng qua phần thực hành này nhé. Rồi mọi người, nếu mà mọi người đã sẵn sàng rồi thì chúng ta nhắn lên, nhắn số 1 lên nhé, mà tên trên box chat để chúng ta có thể bắt đầu luôn vào phần thực hành của buổi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học thử với Power BI. Em thấy rất nhiều bạn sẵn sàng rồi và phía tổ kỹ thuật của ban tổ chức cũng báo là đã hỗ trợ được tất cả các bạn để có thể cài đặt được Power BI cũng như là dataset cho phần thực hành này. Vậy thì sau đây em xin mời chị Quỳnh Chi với bài giảng ạ. Ok, xin cảm ơn Minh Thư và cảm ơn mọi người. Để nếu mà mọi người sẵn sàng rồi thì mọi người cứ chat lên số 1 nhé, để chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây. Thì đầu tiên là nói một chút về Power BI đã, nói một chút về Power BI. Thì bản thân là chúng ta cũng vừa có một cái câu hỏi và mình nghĩ là mọi người trả lời rất là chính xác, mặc dù là mình chưa hề vào bài giảng nhưng có vẻ là chúng ta cũng đã có sự tìm hiểu nhất định đối với một số các cái công cụ trong ngành phân tích dữ liệu đúng không ạ? Thì lúc nãy chúng ta có một cái câu hỏi số số 3, đấy là cái mục tiêu chính của Power BI là sử dụng làm gì? Thì mọi người trả lời rất là chính xác, đó chính là cái đáp án là sử dụng để trực quan hóa dữ liệu và nhằm mục đích là chúng ta có thể tạo và chia sẻ các cái báo cáo. Vậy thì đấy chính là một trong những cái ứng dụng chính của Power BI. Thì hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm luôn thực tế cái việc mà chúng ta xây dựng một cái báo cáo ở trên Power BI. Thì cái thành quả của ngày hôm nay đối với những bạn mà mọi người sẽ tham gia buổi này và mọi người sẽ thao tác cả làm báo cáo ấy, thì sẽ có ở cái phần nhờ ban kỹ thuật có thể là chỉnh sang cái phần báo cáo mẫu để cho các bạn có thể theo dõi được cái phần báo cáo mẫu. Thì đây sẽ là một cái thành quả mà hôm nay nếu mà mọi người tham dự với mình và đồng thời là cố gắng để chúng ta có thể thao tác theo được, hoặc là có thể là chúng ta thao tác sau cũng được. Thế nhưng mà chúng ta có thể theo dõi để chúng ta hiểu được cách thức mà Power BI hoạt động, thì từ đó là chúng ta sẽ có thể tạo được ra một cái báo cáo mẫu trông như thế này. Thì đây là một cái báo cáo mẫu, một cái trang báo cáo mẫu về Sales Performance Report, nghĩa là một cái báo cáo liên quan đến hoạt động bán hàng của một cái công ty liên quan đến thiết bị điện tử. Thì ở đây mọi người cũng sẽ cùng mình thao tác và tạo ra được một cái báo cáo như thế này trong vòng khoảng tầm 45 phút sắp tới. Rồi, không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ đi vào luôn cái phần xây dựng báo cáo. Thì đầu tiên là để chúng ta có thể xây dựng được cái phần báo cáo này ấy, thì mọi người sẽ cần phải tải một cái bộ dữ liệu. Thì cái bộ dữ liệu này cũng đã được gửi lên cho mọi người rồi. Thì còn bạn nào mà mọi người muốn làm báo cáo mà mọi người chưa có bộ dữ liệu đấy thì mọi người cũng có thể là chat lên để cho các bạn hỗ trợ. Các bạn ấy có thể gửi lên cho mọi người cái bộ dữ liệu nhé. Mọi người có thể chat lên để cho các bạn bên ban tổ chức có thể gửi cho mọi người được bộ dữ liệu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần file dữ liệu trước nhé. Chúng ta sẽ đi vào cái bước đầu tiên khi mà mọi người xây dựng báo cáo, đấy chính là mọi người sẽ cần phải tìm hiểu bộ dữ liệu trước đã. Thì đầu tiên là ở trong cái phần bộ dữ liệu của chúng ta ấy, thì mình đã gửi lên cho mọi người, nó sẽ có một cái file dữ liệu liên quan đến sale. Tên của nó, tên file sẽ là Sale Console xếp trừ 2019. Thì đây là gì? Đây là bộ dữ liệu mà mọi người sẽ sử dụng để thực hành trong buổi ngày hôm nay. Ở đây thì sẽ nhìn qua một chút về cái file dữ liệu này để chúng ta có thể nắm bắt được cấu trúc của bảng dữ liệu nhé. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là trong file dữ liệu này nó sẽ là thông tin bán hàng của một công ty tên là Contosource vào năm 2019. File dữ liệu này thì cũng không quá khó để mọi người có thể hiểu được. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái title, những cái tiêu đề của bảng như thế này để chúng ta biết được cái ý nghĩa của các cột ở trong bảng. Vậy thì trong bảng này thì chúng ta sẽ thấy là mọi người nếu mà đã có sẵn file dữ liệu ở đấy rồi, đã tải và dữ liệu rồi ấy, thì mọi người có thể mở ra theo dõi cùng với mình nhé. Hoặc nếu mà không thì chúng ta có thể nghe trước và chúng ta thực hành sau cũng được. Chưa? Ở đây chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái file dữ liệu mà mọi người đang có trong tay. Thì bản chất đây là một file thông tin bán hàng đến từ một công ty tên là Contoso vào năm 2019. Thì mọi người sẽ thấy nó có một số các cái cột thông tin cơ bản. Đầu tiên nhìn qua một chút này, nhìn qua một chút thì chúng ta sẽ thấy là trong bảng này nó sẽ có các cột thông tin liên quan đến dạng số và những cột thông tin liên quan đến dạng là dạng ký tự, dạng string, dạng ký tự, dạng dạng chữ đấy. Thì mọi người sẽ thấy là ở đây chúng ta có một cái cột là cột order date. Order date ở đây sẽ được hiểu là cái ngày mà cái đơn hàng đó được bán ra. Tiếp theo đấy là các cột liên quan đến cột B, C, D, E, F, G, H, I. Thì đây là những cái cột liên quan đến thông tin của
bán hàng, thông tin bán hàng, thì mọi người sẽ nhìn thấy là à ví dụ cái order date này là ngày bán đúng không ạ, vậy thì cái ngày đó bán được đơn hàng đó thì sẽ trực thuộc các cái kênh bán nào. Ở đây chúng ta sẽ có một vài cái kênh chính thôi, đấy là kênh online này. Kênh online là kênh bán thông qua cái website này, thông qua sàn thương mại điện tử này. Reseller là các cái kênh bán cho đại lý này, store là bán ở cửa hàng thực tế này, và catalog là một số các cái cửa hàng trưng bày. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có một số các cái kênh bán là bốn cái kênh bán trực tiếp này thôi. Tiếp theo đấy là mọi người sẽ có một cái store name. Store name này là tên của cái cửa hàng bán, ghi nhận đúng không ạ? Mỗi dòng bán hàng của chúng ta sẽ được ghi nhận cho cái cửa hàng nào, cái store nào. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ có các quốc gia. Thì ở đây cái bộ dữ liệu này mình chuẩn bị cho mọi người ấy, nó chính là một cái bộ dữ liệu của công ty đa quốc gia. Thế nên là ở đây mọi người sẽ thấy nó có khá nhiều quốc gia được thể hiện ở đây. Ví dụ như là French, Germany, Italy. Thì chỗ này mọi người chốc nữa sẽ xây dựng báo cáo và chúng ta sẽ phân tích theo từng quốc gia một. Chúng ta sẽ phân tích thông tin bán hàng theo từng quốc gia một. Tiếp theo đấy là nhỏ hơn tầng quốc gia thì chúng ta sẽ có là tầng city, các cái thành phố trực thuộc quốc gia đó. Rồi tiếp theo là product. Product thì ở đây sẽ là cái thông tin các sản phẩm mà mọi người được ghi nhận là bán được hàng. Manufacturer là các cái đơn vị sản xuất mà sản xuất ra sản phẩm đó. Class name thì ở đây sẽ là các cái phân khúc sản phẩm. Thì bản chất là khi chúng ta bán sản phẩm thì sẽ được chia ra làm các phân khúc như là phân khúc cao cấp này, đúng không ạ? Phân khúc bình dân này và phân khúc thông thường. Thì ở đây nó sẽ có ba cái phân khúc chính cho mọi người. Và tiếp theo đấy là chúng ta sẽ có các cái nhóm ngành hàng mà các cái sản phẩm này nó trực thuộc. Ở đây thì nó cũng không có quá nhiều nhóm ngành hàng đâu, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 nhóm ngành hàng cho mọi người. Thì đây là các cái nhóm ngành hàng mà cái công ty Contoso này nó hiện đang bán. Đây chủ yếu là các cái thiết bị linh kiện điện tử liên quan đến điện thoại này, liên quan đến máy tính này, liên quan đến các cái thiết bị xoay quanh đồ điện tử. Tiếp theo đấy là các cột dạng số. Thì ở đây mọi người sẽ thấy nó có tổng cộng là cho mọi người là bốn cột dạng số. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cột đầu tiên nhé. Cột này nó được gọi là cột sale amount. Thì cột này sẽ được hiểu là cái tổng doanh thu mà chúng ta ghi nhận cho từng đơn hàng đó. Đây là tổng doanh thu ghi nhận cho từng đơn hàng. Tiếp theo là cột gì ạ? Total cost. Bản thân mỗi cái đơn hàng bán ra của chúng ta sẽ cần phải có chi phí, đúng không? Chi phí này có thể là chi phí giá vốn hàng bán, chi phí nhân công, chi phí sản xuất, rất nhiều các loại chi phí khác nhau. Thì ở đây nó tổng hợp cho chúng ta thành một cột là total cost. Đây toàn bộ là tất cả các cái chi phí để chúng ta có thể bán được một cái đơn hàng và ra được cái con số doanh thu ở cột sale amount. Tiếp tục này là chúng ta sẽ có một cái cột là sale quantity. Sale quantity là cái số lượng bán ra của đơn đó. Một đơn hàng của chúng ta có thể bán nhiều sản phẩm thì đây là cái số lượng nhiều sản phẩm, và mỗi sản phẩm của chúng ta lại có nhiều cái đơn vị bán khác nhau. Thì ở đây của chúng ta sẽ có sale quantity là cái số lượng bán ra của sản phẩm đó. Tiếp theo đấy mọi người sẽ có một cột là discount amount. Vậy thì để mà bán được một đơn hàng này thì chúng ta phải tốn chi phí là bao nhiêu? Đồng thời đấy là chúng ta mất cái chi phí discount, nghĩa là chi phí giảm giá trên đơn hàng là bao nhiêu thì chúng ta mới có thể là bán được đơn hàng đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ hình dung là cái thông tin bán hàng của chúng ta nó sẽ chỉ có bốn cột thôi, nhưng nó sẽ phân tích được khá là nhiều bài toán xoay quanh ở đây liên quan đến cái hoạt động bán hàng. Bởi vì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó có khá nhiều thông tin ghi nhận xoay quanh một cái đơn hàng được bán ra, đúng không ạ? Liên quan đến ngày bán, liên quan đến các thể loại kênh bán, đúng không ạ? Các kênh bán này, rồi các store của mình này, các khu vực địa lý bán được đơn hàng đó. Vậy thì ở đây chúng ta từ cái bộ dữ liệu này, bây giờ chúng ta sẽ cần phải đặt ra các cái câu hỏi. À bây giờ mình có thể làm gì được với bộ này? Giống như là mọi người đi học đi làm dữ liệu cũng như vậy. Mọi người muốn lúc ấy có một cái câu hỏi rất là mọi người trả lời rất là chính xác ấy, đấy chính là chúng ta vậy thì phân tích dữ liệu cái mục đích chính của nó là gì, mọi người cũng trả lời rất là chính xác đúng không? Thì thực ra cái câu đấy mình có để hai cái đáp án để nó gọi là hơi confuse một chút. Đó là một cái đáp án là à chúng ta phân tích dữ liệu để ra được cái gì, để những ra được những cái insight ngẫu nhiên, insight bất kỳ ở trong doanh nghiệp. À thế nào ngẫu nhiên bất kỳ thì chắc chắn là sai rồi, bởi vì ngẫu nhiên bất kỳ thì chưa chắc là doanh nghiệp đã cần, đúng không ạ? Những cái chúng ta cần là gì ạ? Là từ những cái dữ liệu này chúng ta giải quyết được những cái bài toán gì, chúng ta ra được những cái insight nào để hỗ trợ được ra quyết định. Nghĩa là ở đây nó sẽ có mấy cái keyword mọi người cần phải ghi nhớ trong cái quá trình làm dữ liệu này, thì nó chính là cái gì ạ? Insight, insight để làm gì? Decision making, nghĩa là chúng ta hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. Thì ở trong bộ dữ liệu này cũng vậy, thay vì đưa ra những cái insight ngẫu nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào xem là chúng ta có trong tay những cái gì, và sau đó chúng ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi từ cái bộ dữ liệu này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi từ bộ dữ liệu trước nhé. À rồi, ok, thì ở đây chúng ta sẽ có thể là liệt kê ra một số các cái câu hỏi. Mình sẽ mở một cái file note ra để cho mọi người có thể cùng theo dõi nhé. Đấy, thì bộ dữ liệu này của mọi người thấy nó khá là nhiều thông tin đúng không ạ? Nó khá là nhiều thông tin, khá là nhiều chiều. Rồi, bây giờ thì chúng ta có thể đặt ra vô vàn các câu hỏi đúng không ạ? Câu hỏi từ bộ dữ liệu. Và thông thường khi mọi người làm việc dữ liệu cũng vậy, khi mà cầm trong tay một cái khối
gọi là một cái khối tài nguyên về dữ liệu như này, thì chúng ta nên đặt ra các cái câu hỏi trước khi mà chúng ta đi và chúng ta phân tích và chúng ta ra những cái insight bất kỳ, thì chúng ta hãy hệ thống hóa nó bằng cách là chúng ta đặt ra các cái câu hỏi trước. Thì ở đây rõ ràng là mình có thể đặt ra một vài cái câu hỏi từ bộ dữ liệu nhé. Từ bộ dữ liệu thì cái câu hỏi đầu tiên mình có thể đặt ra ở đây là à, vậy thì mình muốn biết được là tổng chi phí, tổng lợi nhuận, đúng không ạ? Tổng lợi nhuận này, lợi nhuận này đó, từ các kênh bán, đúng không? Chúng ta sẽ có cái thông tin gì ạ? Tổng doanh thu, lợi nhuận, chi phí từ các kênh bán, đúng không? Đầu tiên là chúng ta có thể là từ các kênh bán. Thì cái này mình có thể đặt ra câu hỏi là à, vậy thì cái kênh bán nào đang hiệu quả? Đang hiệu quả. Đúng không ạ? Thì chúng ta bán qua kênh online là hiệu quả, hay là kênh store là hiệu quả, hay là kênh resale là hiệu quả. Đấy, thì kênh nào mới là kênh bán hàng hiệu quả? Cái tiếp theo đấy là tiếp theo thì chúng ta có thể xem là cái tổng doanh thu, tổng chi phí, tổng lợi nhuận này chúng ta trending theo thời gian như thế nào. À, vậy thì chúng ta liệu là có đang tăng trưởng hay không, hay là chúng ta chỉ đang là gọi là đi bằng bằng, hay là chúng ta đang có xu hướng là dần 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 chạy dần xuống, nghĩa là cái mức độ tăng trưởng của chúng ta là bao nhiêu đấy, để chúng ta đánh giá mức độ tăng trưởng. Rồi tiếp theo bây giờ mình muốn đặt tiếp những cái câu hỏi xoay quanh là à, vậy thì các cái store nào, các cái cửa hàng nào, các cái ngành hàng nào tốt, các cái ngành hàng tốt, các ngành hàng bán chạy, đúng không ạ? Mình bán rất nhiều ngành hàng, mình bán tổng cộng là 10 ngành hàng, nhưng mình muốn biết được là à, vậy thì trong 10 ngành hàng này ấy, thì những ngành hàng nào là những ngành hàng bán chạy, để có thể là trong tương lai action mình có thể action như nào, mình có thể làm gì ra được, đi chương trình cái gì, có thể mình tiếp tục là nhập thêm các cái sản phẩm trong ngành hàng đó, mình đa dạng hóa ngành hàng đó, thì đấy chính là những cái insight mình có thể ra được. Đấy, tốt các cái ngành hàng bán chạy này, tiếp theo đấy là mình có thể phân tích tiếp là à, các ngành hàng nào, các sản phẩm nào, đúng không ạ, các sản phẩm nào đem lại profit cao mà chi phí sản xuất lại thấp. Đó, chúng ta có thể có vân 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 rất nhiều các cái câu hỏi xoay quanh cái bộ dữ liệu này. Và đặc biệt là khi chúng ta hình dung được ra các câu hỏi rồi, thì khi chúng ta xây dựng báo cáo ấy, thì mọi thứ của chúng ta sẽ xoay quanh cái việc storytelling. Storytelling nghĩa là gì? Chúng ta kể được ra một câu chuyện từ chính cái bộ dữ liệu mà chúng ta đang có trong tay, từ chính những cái tài nguyên mà mọi người đã được đưa vào. Thì ở đây bước đầu tiên đấy chính là chúng ta tìm hiểu dữ liệu. Chúng ta tìm hiểu dữ liệu thì ở đây chúng ta xem là chúng ta có những cái cột gì trong tay, các cột đó có ý nghĩa như thế nào, có các cái kiểu dữ liệu như thế nào, dạng số hay là dạng ký tự. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ đặt ra các cái câu hỏi từ bộ dữ liệu. Thì đây là một số các cái câu hỏi chính mà mình có thể đặt ra thôi. Ngoài ra thì mọi người có thể đặt ra rất nhiều các câu hỏi nữa, rất nhiều các câu hỏi nữa, và các câu hỏi này về sau có thể bổ trợ cho cái việc ra quyết định, đúng không ạ? Ví dụ là chúng ta xác định được là à, vậy thì doanh nghiệp của chúng ta đang không tăng trưởng theo thời gian, vậy thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta phải đẩy kênh doanh thu lên. Profit không tăng trưởng theo thời gian, lợi nhuận không tăng trưởng theo thời gian, thì chúng ta phải, một là chúng ta tăng doanh thu lên, hai là chúng ta giảm chi phí xuống, đúng không ạ? Thế đấy chính là những cái insight mà hữu ích trong doanh nghiệp, những cái giúp để đưa ra cái actionable insight đấy, nghĩa là giúp chúng ta có thể ra quyết định được. Tiếp theo đấy, ví dụ những cái kênh bán nào đang được ưu tiên, ví dụ là kênh online, kênh store hay kênh reseller, những kênh nào đang bán tốt thì chúng ta tiếp tục là push các cái kênh này lên, thì đấy chính là hỗ trợ cho decision making. Chứ còn nếu bây giờ chúng ta không phân tích dữ liệu, chúng ta không đưa ra câu hỏi, vậy thì làm thế nào chúng ta có thể là tối ưu được hoạt động của doanh nghiệp thông qua dữ liệu, đúng không ạ? Vậy thì từ những cái này, từ bây giờ từ những cái này thì chúng ta sẽ có các cái câu hỏi rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến việc là xây dựng một cái báo cáo. Thì trước khi xây dựng vào cái báo cáo ấy, thì như mọi người cũng đã thấy là lúc nãy mình có show ra cho mọi người cái hình ảnh của báo cáo mẫu. Thế ở đây thì mình sẽ show lại cái hình ảnh đó để cho mọi người cùng nhìn thấy, nhưng mà trên cái giao diện của Power BI. Thì đây sẽ là cái thành phẩm cuối cùng khi mà mọi người xây dựng được ra một cái báo cáo cuối cùng, thì trông nó sẽ như thế này. Ở trên cái giao diện này của Power BI, và cụ thể là trên cái trang báo cáo này ấy, thì nó sẽ có cái mức độ tương tác tương đối là tốt. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là ở trên này chúng ta sẽ có các cái thẻ chọn để chúng ta chọn được các cái quốc gia mà mình muốn xem. Giả sử bây giờ là mình muốn phân tích cụ thể là vào United States xem là tổng doanh thu, tổng chi phí và các cái biểu đồ của United States như thế nào. Thì đây mọi người có thể thấy là mình sẽ có thể chọn vào United States, thì tất cả các cái phần biểu đồ phía bên dưới này nó sẽ chạy theo. Tương tự như thế, mình có thể chọn sang Poland, chọn sang United Kingdom, thì tất cả các cái phần biểu đồ và con số phía bên dưới này nó sẽ tương tác, nó sẽ interactive theo. Rồi chúng ta nhìn một chút, và chúng ta phân tích một chút về cái báo cáo này để chúng ta xem được là vậy thì
từ những cái báo cáo này nó có trả lời được những cái câu hỏi mà mình đặt ra hay không, và đồng thời là maybe là nó có thể cho chúng ta những cái insight mà chúng ta còn chưa biết thì sao, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thử nhá, chúng ta nhìn thử này. Vậy thì cái báo cáo đầu tiên, cái biểu đồ đầu tiên mà bao giờ cũng thấy khi mà mình xem xét một chỉ số thì mình thường xuyên cho vào, đấy chính là cái báo cáo trending theo thời gian. Trending ở đây sẽ giúp cho mọi người có thể nhìn được cái gì ạ? Nó sẽ giúp cho mọi người có thể nhìn được là theo chiều thời gian chúng ta xem là cái mức độ tăng trưởng của doanh thu, của chi phí cũng như là của lợi nhuận của chúng ta là như thế nào. Thì ở đây mọi người sẽ có cái biểu đồ đầu tiên, đấy là biểu đồ trending theo thời gian. Rõ ràng ở đây khi mà chúng ta xây dựng cái biểu đồ này xong này, thì ở đây mình sẽ có các cái chỉ số là revenue là chi phí này, profit là lợi nhuận này, discount là về thông tin giảm giá này. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là trong cái biểu đồ này, đây là một cái dạng đồ biểu đồ đặc thù của Power BI, đấy chính là cái biểu đồ cột phối hợp với cả biểu đồ line, biểu đồ column và phối hợp với line. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là chúng ta nhìn sơ qua thì chúng ta thấy có vẻ là cái revenue của cái quý 1 này này nó thấp hơn so với revenue của cái quý 2, quý 3 và quý 4, đúng không ạ? Đây revenue là màu xanh nhạt nhá. Tương tự như thế thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là cái phần profit của quý 2 nó có vẻ đang là cao nhất. Đó, profit quý 2 đang là cao nhất. Và có một cái nữa mình nhận ra, insight nữa mình nhận ra từ đây là gì ạ? Nhìn chú ý cái đường màu cam này. Đường màu cam này chính là cái thông tin discount, cái thông tin giảm giá. Vậy thì mình đang nhìn thấy là cái thông tin giảm giá, cái đường discount nó rơi một phát từ đây xuống đây. Xong đó đến quý 3 và quý 4 nó lại tiếp tục tăng trưởng lên. Thế mình lại thấy là một điều là vậy thì tại sao cái quý 2 này này mình vừa có một cái nhận xét đầu tiên là gì ạ? Cái quý 2 này của mình là cái doanh thu đang là cao nhất, đúng không ạ? Cái profit nghĩa là cái lợi nhuận nó sinh ra cũng đang là cao nhất. Thế nhưng mà cái discount của mình lại đang là thấp nhất. Vậy thì chứng tỏ là cái quý 2 này của mình đang làm rất tốt trong việc tối ưu chi phí, đặc biệt là cái chi phí liên quan đến giảm giá. Thế nhưng mà cái quý 3 và quý 4 thì lại không làm được như vậy. Bởi vì sao? Cái lợi nhuận, cái doanh thu thì có vẻ là cũng chỉ chênh lệch một chút xíu so với cái quý 2 thôi. Thế nhưng mà mọi người sẽ thấy là để mà đạt được cái doanh thu này thì mình lại phải discount nhiều hơn cho khách. Discount đấy nghĩa là khuyến mãi nhá. Khuyến mãi được giảm giá nhiều hơn cho khách. Thế là với cùng một cái mức revenue, một cái mức doanh số như thế, thế nhưng mà chúng ta đang phải discount một cái số lượng cao hơn rất nhiều, thể hiện là cái đường line này của mọi người theo thời gian đang đi lên. Thì ở đây chúng ta rút ra được một vài cái insight thú vị ở trong cái biểu đồ đầu tiên, là chúng ta sẽ thấy là vậy thì cái quý 2 này nó đang làm rất tốt, cái quý 2 này đang làm rất tốt trong cái việc là dù chúng ta không có đưa ra chương trình khuyến mãi nào nhưng khách hàng đang mua rất nhiều. Có thể cái quý 2 này là một cái thời điểm đặc biệt, ví dụ quý 2 trong năm, quý 2 là nó sẽ rơi vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 đấy, nó có thể là một thời điểm đặc biệt của các cái sản phẩm mà chúng ta đang bán, dẫn đến là khi chúng ta không khuyến mãi người ta vẫn mua, hoặc là bản chất là các cái quý còn lại, quý 3, quý 4 của chúng ta chưa tối ưu được chi phí. Thì những cái điểm đặc biệt như thế này chúng ta sẽ lưu ý một chút trong cái quá trình mà chúng ta phân tích dữ liệu. Và cái cách mà mình vừa đọc ra những cái insight đấy chính là cái cách mà mọi người đọc dữ liệu và phân tích nó. Đó, thì cái này nó chính là cái mindset về chúng ta có thể là phân tích được cái dữ liệu. Nhìn tiếp sang cái biểu đồ thứ hai này, cái biểu đồ này thì nó sẽ được gọi là biểu đồ hai hai nó sẽ có hai cái chiều thông tin ở đây, chính là chiều lợi nhuận và chiều quantity là cái số lượng bán ra. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là mỗi cái điểm ở trên cái biểu đồ này, nhìn nhìn các cái biểu đồ, mình phóng to cái biểu đồ ra cho mọi người dễ nhìn nhá, thì cái biểu đồ này mình có tên là gì, là profit and quantity by category, nghĩa là mình đang muốn xem là cái tương quan giữa cái lợi nhuận và cái số lượng bán theo từng ngành hàng là gì. Ở đây thì như lúc nãy mình nói là chúng ta có rơi vào tổng cộng là khoảng tầm là 6 này, 7, 8, 8 cái ngành hàng, đúng không? Mọi người rơi vào có khoảng tầm là 8 cái ngành hàng. Đúng rồi, 8, chúng ta có khoảng tầm 8 cái ngành hàng. Vậy thì chúng ta muốn biết được là cái ngành hàng nào đang đem lại cho chúng ta cái profit cao trong khi cái số lượng bán của chúng ta nó không cần quá nhiều. Nghĩa là, hay nói cách khác là chúng ta muốn xem cái tương quan giữa cái lợi nhuận và cái số lượng bán ra. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là, ví dụ nhé, ở đây thì mình sẽ có là cái biểu đồ tương quan như thế này. Thì giả sử là một cái mặt hàng, đấy là cái category ở đây là cái điểm màu xanh 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 nước biển, mọi người sẽ thấy cái màu xanh này này thì nó ứng với cả cái ngành hàng là gì đây ạ? Camera, đúng không? Camera and cam recorder, thì cái này nó sẽ được hiểu là cái ngành hàng liên quan đến cái máy ghi hình. Đó, cái camera là cái máy ghi video, ghi hình rồi máy ảnh các thứ đấy. Thì cái ngành hàng này ấy, nó sẽ nằm ở ở cái điểm ở đây, và chúng ta giám sang thì chúng ta sẽ thấy là cái này nó sẽ đem lại cái profit nó rơi vào khoảng tầm 132.000, và cái total discount của nó thì sẽ rơi vào khoảng tầm 3.000. Đây, dòng xuống đây và đây là dòng sang đây, thì chúng ta sẽ thấy là vậy thì có phải là những cái điểm nào mà nó lại càng nằm ở phía bên trên này này, giống như cái điểm màu tím này này, cái màu tím nhạt này này, vậy thì nó lại đem lại cái profit càng cao, đúng không ạ? Đúng không? Càng nằm ở trên thì cái profit càng cao, mà đây cái trục profit của chúng ta đây thì chúng ta đang càng những cái điểm nằm ở bên trên thì cái profit của chúng ta nó lại càng cao.
và cái profit của chúng ta lại càng cao. Ví dụ như là cái mặt hàng ở đây là Home Lux, cái thiết bị gia đình màu tím nhạt đấy chính là thiết bị gia đình của chúng ta, thì cái thiết bị gia đình này nó đem lại cho mọi người cái profit rất là cao, đúng không? Cái profit rất là cao. Trong khi đấy là cái số lượng bán ấy thì nó cũng chỉ gọi là trên mức trung bình một chút thôi, nó không quá là nhiều. Ngược lại cái điểm màu cam lại là một điểm chúng ta lưu ý này. Cái điểm màu cam này nó là cell phone. Cell phone ở đây là cái điện thoại đấy, thì các cái điện thoại di động của mình ấy, thì mình thấy là nó có một đặc điểm là à cái này ấy, cái quantity của nó nằm ở cái trục trên này này, vậy thì cái quantity bán ra của nó rất lớn nhưng cái profit của nó lại không quá cao. Chúng ta gióng xong profit chúng ta thấy này, profit của nó sẽ ở đoạn dưới này, còn cái quantity của nó thì nó lại rất cao, nó rơi vào tầm trên này. Vậy thì ở đây chúng ta hình dung là khi mà vẽ một cái biểu đồ như này, chúng ta sẽ biết là à ví dụ cái sản phẩm cell phone này, dù chúng ta có bán rất nhiều, quantity bán ra rất rất nhiều nhưng mà cái profit của mình sẽ rất là thấp, bởi vì cái sản phẩm này cái tương quan giữa cái profit và cái quantity của nó sẽ rơi vào cái điểm cái góc phía bên dưới này, nghĩa là quantity bán rất nhiều nhưng profit không đáng kể. Nhưng mà những cái điểm phía bên trên này, ví dụ như là những cái điểm về màu tím này này, thì chúng ta sẽ thấy là cái profit nó rất là cao, đúng không ạ? Profit rất là cao đó, profit rất là cao mặc dù là cái quantity bán thì nó cũng không quá là nhiều, đúng không? Thì sẽ thấy những cái điểm mà nó tầm ở dưới thấp thấp này này, tầm dưới thấp thấp màu xanh nước biển này, màu vàng này, màu hồng này, đây là những điểm mà dù chúng ta đây đặc biệt là màu hồng và màu cam thì dù chúng ta bán rất nhiều nhưng cái profit, những cái lợi nhuận đem lại nó không cao đó. Thì từ đây cái báo cáo này, cái biểu đồ này cũng sẽ cho chúng ta thấy được cái tương quan giữa lợi nhuận và cái quantity là cái số lượng bán ra theo từng cái ngành hàng một, và chúng ta sẽ nhìn được cụ thể xem là à cái ngành hàng nào đang là cái ngành hàng trọng điểm đem lại cho chúng ta cái lợi nhuận trong trong cái hoạt động sản xuất và kinh doanh, và những cái ngành hàng nào ấy mà dù chúng ta có bán thêm được nhiều đi chăng nữa thì cái profit của chúng ta nó cái mức độ tăng trưởng nó không quá lớn. Thì vì đây ví dụ cell phone là một trong những cái sản phẩm mà từ cái biểu đồ này mình biết là cái category là cell phone, mình sẽ không tiếp tục đẩy mạnh nó bởi vì có đẩy mạnh thì cái profit nó cũng không tăng, đúng không ạ? Thì từ đây chúng ta sẽ có những cái nhận định nhất định để chúng ta biết được là à chúng ta cần phải làm gì trong các cái bước tiếp theo của doanh nghiệp, của cái chiến lược phát triển. Thì đây cũng là những cái nhận xét, những cái comment chúng ta ra được từ dữ liệu đấy, từ cái việc mà chúng ta xây dựng báo cáo. Rồi ở đây thì cũng thế, thì ở đây nó sẽ có thêm ba cái biểu đồ. Ba cái biểu đồ này thì đây là biểu đồ tỷ trọng theo cái class, nghĩa là cái phân loại xem là các cái sản phẩm mà chúng ta bán được sẽ thuộc cái phân khúc nào ấy. Thì nó sẽ có một số cái phân khúc, nghĩa là phân khúc thông thường này, phân khúc cao cấp này, phân khúc gọi là tiết kiệm này. Thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ chia về theo phân khúc. Thì ở đây chúng ta thấy là 52,24% của chúng ta chủ yếu là bán phân khúc thông thường thôi, đây là phân khúc gọi là giá bình dân đấy. Đúng rồi. Rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái biểu đồ là revenue by top manufacturer, nghĩa là chúng ta sẽ cần phải biết được là à những cái người sản xuất nào, những cái đơn vị sản xuất nào đang cho chúng ta lại revenue cao nhất. Thì chúng ta sẽ ra được là top 5 những cái đơn vị sản xuất, những cái đơn vị cung cấp đấy, những cái đơn vị sản xuất, những cái đơn vị cung cấp sản phẩm cho chúng ta đang tạo ra doanh thu lớn Chị cho mình. Chi ơi. Có ai có câu hỏi gì hay sao nhỉ? Mình vừa thấy có một bạn có hỏi gì đúng không? Rồi chúng ta đi tiếp nhé. Mình không thấy có bạn nào đặt câu hỏi gì. Mọi người ơi, mọi người có còn đang nghe được mình không? Các bạn có đang nghe được không? Nếu mà các bạn nghe được, các bạn chat lên số 2 giúp mình nhá. Vẫn còn đang nghe được mình đúng không? Các bạn chat số 2 giúp mình nhá. Rồi, mình thấy các bạn chat lên số 2. Thì bạn nào mà mọi người không nghe được thì mọi người có thể out ra, mọi người vào lại nhé. Có thể do đường truyền mạng nhé. Rồi, ok. Mình đi tiếp cho mọi người nhé. Có vấn đề gì thì mọi người chat lên thì xong nữa mình sẽ chốc check check câu hỏi của mọi người. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có một cái biểu đồ liên quan đến back lại đây, thì chúng ta vừa đi qua một cái biểu đồ liên quan đến revenue theo cái top 5 manufacturer, nghĩa là theo những cái đơn vị sản xuất được tạo ra nhiều revenue nhất cho chúng ta. Và cái cuối cùng ở đây của mình sẽ là gì ạ? Sẽ là một cái biểu đồ dạng bảng để giúp chúng ta phân tích được xem là đối với cả từng cái phân loại bán, ví dụ là bán kênh online, ví dụ là bán kênh reseller, ví dụ là bán kênh store, thì đối với cả mỗi cái kênh bán như thế này này thì sẽ chia ra là các cái thành phố bán ấy, thì cái doanh thu nó sẽ như thế nào, doanh thu chia về theo từng cái kênh bán nhé, doanh thu của các
thành phố chia về theo kênh bán. Và ở đây thì sẽ có những cái biểu tượng nho nhỏ như thế này để ký hiệu. Ví dụ màu xanh thì sẽ là đang là những cái thành phố đem lại cho chúng ta cái doanh thu rất là cao. Màu vàng thì nghĩa là tầm trung thôi, còn màu đỏ thì là những cái đem lại doanh thu cho chúng ta tương đối là thấp. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 cái biểu đồ như thế này. Và phía bên này của chúng ta thì sẽ có tương ứng thế là 5 cái thẻ điểm. 5 cái thẻ điểm này là các chỉ số của chúng ta, là chỉ số lấy tổng thôi, chỉ số tổng của chúng ta. Và thì để mọi người có thể xây dựng được một cái báo cáo như thế này thì bây giờ mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người luôn, và ngay trong cái nội dung của cái buổi học thử này thì mọi người cũng hoàn toàn có thể tự thao tác, và có thể là chúng ta có thể dành thời gian với Power BI một chút, biết đâu là chúng ta sẽ cảm thấy nó thú vị thì sao, và chúng ta sẽ muốn là tiếp tục học và tiếp tục gọi là khám phá thêm những cái tính năng khác của Power BI. Thì đây là cái báo cáo mẫu. Thì bây giờ mình sẽ mở một trang hoàn toàn mới, khi mà giống như khi mà người tải Power BI về máy ấy, thì chúng ta sẽ mở một trang hoàn toàn mới nhé. Rồi, ok. Chúng ta sẽ mở một trang hoàn toàn mới này. Chúng ta sẽ mở một trang trắng giống như là khi mọi người tải Power BI về nhá. À, nói một chút về giao diện này. Nói nhanh một chút về giao diện nhá. Thì khi mọi người tải Power BI về ấy, thì mọi người sẽ thấy là ở trên cái cửa sổ mở làm việc của mọi người ấy, ngay lập tức đập vào mắt nó sẽ là cái chữ gì? Add data to your report. Vậy thì cái bước đầu tiên là gì? Chúng ta sẽ cần phải nạp dữ liệu vào, đúng không? Mọi người phải có dữ liệu thì sau đó mọi người mới tiến hành được các thao tác tiếp theo. Thì ở đây bọn mình đã chuẩn bị cho mọi người cái file Excel đấy, là Sales Contoso 2019. Vậy thì chúng ta nó là file Excel. Thì mọi người sẽ chọn một cái option đầu tiên, Import data from Excel. Ngay trên cái cửa sổ khi mọi người mở Power BI ra, nó sẽ gợi ý mọi người là chọn dữ liệu luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn vào cái file Sales Contoso 2019 nhé. Đó, Open. Sau khi mọi người chọn Open này, thì ngay lập tức là nó sẽ hiển thị ra một cái cửa sổ để giúp mọi người lựa chọn cái phần dữ liệu nào mọi người muốn cho vào xây dựng báo cáo. Thì ở đây mọi người sẽ chờ cho nó load ra. Sau đó là mọi người tích chọn cho mình vào cái chữ, cái phần sale này. Rồi tích chọn giúp mình vào phần sale nhé. Mọi người sẽ tích chọn giúp mình vào phần sale này. Và nó sẽ hiển thị ra cho mọi người phía bên này là cái bảng sale của chúng ta giống hệt khi mà chúng ta vừa xem ở trên file Excel. Chưa? Sau đó mọi người sẽ ấn vào nút load. Load ở đây sẽ được hiểu là nạp cái bộ dữ liệu này vào trong file Power BI. Rồi, được chưa? Thì sau khi mọi người load xong ấy thì trên cái giao diện chính ấy nó sẽ không còn cái nút Add data to your report nữa, mà bây giờ nó sẽ thành là View visual with your data. À, nghĩa là nó sẽ chuyển thành là xây dựng các cái biểu đồ dựa vào dữ liệu của chúng ta. Rồi, tiếp nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn được ở phía bên thanh bên phải. Thanh bên phải này mọi người sẽ có gì đây? Sau khi mọi người nạp được xong dữ liệu nhé, thì cái này nó sẽ hiển thị thành View Visual with your data. Sau đó chúng ta sẽ nhìn cái thanh bên phải này. Thanh bên phải của chúng ta sẽ có cái mục data. Cái này thì đối với những bạn nào mà mọi người chưa thao tác được theo ấy, thì mọi người có thể nghe trước và về nhà mọi người tự thao tác lại cũng được nhất. Cái này không không nhất thiết là chúng ta phải thao tác theo đâu, tại vì là có thể là một số bạn mọi người chưa chuẩn bị được hết các cái công cụ cũng như là dữ liệu ấy, thì nó hơi mất thời gian một chút, thì có thể là mọi người cứ nghe trước, sau đó là về nhà chúng ta sẽ thao tác lại sau. Thì ở phía bên thanh bên phải này chúng ta sẽ có một cái tab là cái tab data. Thì nếu mà chúng ta sẽ nạp dữ liệu mà xong ấy, thì mọi người sẽ thấy cái bảng sale nó hiển thị ở đây. Đây là bảng thông tin sale của mình. Thì bây giờ sẽ đến cái báo cáo đầu tiên nhé mọi người nhé. Thì đầu tiên là để xây dựng được báo cáo thì đầu tiên chúng ta cứ chỉnh cái trang này trước đã. Mình sẽ chỉnh cái trang này về cái màu là màu ghi giống như là cái báo cáo mẫu nhé. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là bên cạnh cái tab data này sẽ có một cái tab là visualization. Thì cái tab này liên quan đến tất cả các cái setup liên quan đến trực quan hóa dữ liệu thì nó sẽ nằm ở đây. Liên quan đến trực quan hóa dữ liệu thì nó sẽ nằm ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái đầu tiên đấy chính là các dạng biểu đồ mà chúng ta có thể chọn này. Đây là các dạng biểu đồ mà người có thể chọn. Chuyển sang cái tab thứ hai, chúng ta ấn vào cái nút thứ hai này là nó sẽ là cái trang canvas, nghĩa là cái trang mà mọi người sẽ vẽ biểu đồ lên ấy, thì nó sẽ có các cái setup như thế nào, màu sắc ra sao. Thì chúng ta chuyển sang cái tab này, và ở đây chúng ta sẽ chọn sang là canvas background. Canvas background là cái nền của cái trang này này, thì chúng ta sẽ chọn nó về màu ghi. Chúng ta chuyển nó về màu ghi nhé mọi người nhé. Sau khi chuyển sang màu ghi thì chúng ta để cái transparent này về không, thì mọi người sẽ thấy là cái trang canvas này của mọi người sẽ chuyển sang màu ghi. Thì chúng ta chuyển màu như thế này để chốc nữa chúng ta vẽ biểu đồ lên cho nó đẹp hơn, chưa ạ? Rồi, đi tiếp nha mọi người nhá. Rồi tiếp theo này, bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái đơn giản cái đầu tiên nhất, báo cáo mẫu thì nó phải có tiêu đề đúng không ạ? Cái tiêu đề của mình ấy, nó sẽ nằm ở ngay trên cái tab home.
cái tab home này nó sẽ có một cái phần liên quan đến text box ở đây. Đấy, tab home này mọi người sẽ thấy là trên tab home này sẽ có phần text box, thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái text box và cái trong này thì chúng ta sẽ ghi là sales performance report, performance report. Cái này thì có thể là chỉnh trang một chút cho nó đẹp hơn, chúng ta chỉnh cỡ chữ lên to một chút nhá. Cái này thì tùy theo những cái bạn nào mà mọi người có cái mắt thẩm mỹ tốt, có gu thẩm mỹ tốt thì mọi người có thể điều hướng các cái màu sắc này. À, nó cũng không quá khó để điều hướng đâu, thì chúng ta cứ điều hướng các cái màu sắc này theo cái sở thích của chúng ta. Thì ở đây mình chỉ điều hướng cơ bản thôi, thì mình có thể là tạo ra cho nó một cái sale report như thế này. À, sau đó là mình sẽ để nó vào cái vị trí ở trên đầu này. Đây chính là cái tiêu đề, cái đối tượng đầu tiên chính là cái tiêu đề của báo cáo. Cái tiếp theo ở đây chúng ta sẽ thấy ở trên cái trang báo cáo mẫu ấy, mà mọi người sẽ thấy nó là các cái thẻ điểm. Các cái thẻ điểm này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái tổng quan về con số. Thì ở đây để mà tạo được ra các thẻ điểm ấy, thì lại back lại cái tab visualization, nghĩa là cái tab liên quan đến các biểu đồ mà chúng ta có thể vẽ được trên Power BI. Thì ở đây mọi người sẽ chọn giúp mình, ở đây nó có rất nhiều các dạng biểu đồ nhá, chúng ta sẽ thấy nó có rất nhiều các dạng biểu đồ. Đấy, thì cái thẻ điểm ấy nó sẽ nằm ở cái góc phía bên phải này, nó sẽ là cái card, cái thẻ điểm. Thì chúng ta chọn là một cái card như thế này, thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra cho mọi người một cái card trống. Cái này là một cái card trống, nghĩa là một cái thẻ trống nhá. Thì cái thẻ đầu tiên mà mình có thể cho vào đây nghĩa là cái số doanh thu. À, mọi người sẽ thấy nó là cái con số về tổng doanh thu. Cái con số về tổng doanh thu thì mọi người sẽ lại quay lại, mọi người chọn vào cái đối tượng là thẻ điểm trống này nhá. Bây giờ chúng ta đang muốn tạo ra một cái thẻ điểm mà, thì chúng ta sẽ chọn vào cái thẻ điểm trống mình vừa kéo vào. Sau đó là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đến cái tab data này. Và cái tổng doanh thu của chúng ta sẽ được tạo thành bởi cột gì ạ? Cột sale amount. Đây là cái cột mà ở trong cái bộ dữ liệu mẫu này mình có nói đấy. Đây là ghi nhận doanh thu, đây ghi nhận chi phí, đây là ghi nhận số lượng bán và đây là ghi nhận giảm giá, đúng không ạ? Vậy thì cái đầu tiên là doanh thu thì phải sum lên, phải tính tổng lên từ sale amount. Vậy thì chúng ta sẽ kéo cái cột sale amount này vào cái thẻ điểm rỗng này. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra cái nút load, load, load như thế này. Thì khi mà nó load xong nó sẽ hiển thị ra con số tổng cho mọi người. Nó sẽ hiển thị ra con số tổng cho mọi người. Thế bây giờ muốn format cho cái này đẹp hơn, cho cái này nhìn trông cho nó gọn gàng sạch sẽ và đẹp hơn, thì chúng ta lại tiếp tục chọn vào cái đối tượng này nhá. Chúng ta chọn, chúng ta muốn format cái gì chúng ta sẽ chọn vào cái đối tượng đấy. Thì ở đây mình sẽ chọn vào cái đối tượng thẻ điểm này. Sau đó là mình lại quay lại cái tab visualization. Thì ở đây mình sẽ chọn vào format cho visual. Format cho visual mình sẽ chọn sang tab này. Và ở đây mình sẽ tinh chỉnh một số các cái, nó gọi là một số các cái cài đặt ở trong này để cho cái thẻ điểm này nó được đẹp hơn. Thì ở đây mình có thể là tinh chỉnh cái gì ạ? Mình có thể tinh chỉnh màu sắc, ví dụ là cái phần visual, là cái phần biểu đồ đấy, mình sẽ mở cái core value ra, nghĩa là cái giá trị này của mình này. Mình có thể chỉnh nó sang màu xanh đậm này. Mình có thể chỉnh nó sang màu xanh đậm này. Rồi mình có thể là tắt cái category label, nghĩa là cái dòng chữ phía bên dưới này đi, mình tạm thời tắt nó đi. Mình sẽ tạo cho nó một cái tên riêng. Sau đó là sau khi xong phần này, mình có thể sang phần general này. Mình cho nó một cái tiêu đề vào đây. Tiêu đề này, cái này là cái gì ạ? Mình vừa kéo ra là gì đây? Là từ sale amount, đấy chính là cái doanh thu của đơn hàng đấy. Thì cái này mình sẽ gọi nó là total revenue. Rồi mình có thể là format nó một chút, tăng cỡ chữ các thứ. Thì cái này tùy theo những cái bạn nào, mọi người có mắt thẩm mỹ tốt thì mọi người có thể là tinh chỉnh nó theo cái nhu cầu của mọi người nhá. Đây chúng ta có thể chỉnh màu sắc. Ở đây thì thời gian của chúng ta có hạn, thế nên là mình sẽ chỉ chỉnh gọi là chỉnh qua thôi. Sau đó là chúng ta có thể, mọi người có thể về nhà thì mọi người tự tiếp tục là mọi người chỉnh thêm và theo nhu cầu của mọi người, theo cái mắt thẩm mỹ của mọi người nhá. Thì ở đây mình có thể chỉnh thêm một số các cái option nữa để cho cái thẻ điểm này nó đẹp hơn. Rồi thế sau khi mà tạo được ra một cái thẻ điểm như thế này thì mọi người thấy là như cái báo cáo mẫu của chúng ta có tổng cộng là 5 cái thẻ điểm cơ. Thì 5 cái thẻ điểm thì cái thì chúng ta có một cái cách nhanh hơn là chúng ta sẽ copy các cái thẻ này ra. Và mình copy nó ra thêm thành mình cứ chọn là đối tượng nhá. Sau đấy là mình ấn Ctrl C, Ctrl V là mình có thể copy được đối tượng đấy. Thì sau khi mà chúng copy được các cái đối tượng này ra ấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ thay đổi một số các cái chỉ số tính toán trong này. Ví dụ là cái thẻ bên trên này là total revenue rồi, thẻ bên dưới này mình muốn nó thành gì ạ? Nó thành là total profit, total cost trước đi, total cost. Thì lúc này mình sẽ kéo cái, mình sẽ cầm cái cột total cost, thao tác ở trong Power BI thì không quá khó. Dạ, thì chúng ta có thể cầm luôn cái cột thông tin total cost này, mình thả vào đây. Mình thả vào cái này của mình. Hoặc là thả vào trong cái phần fill này. Mình có thể thả vào phần fill, thì mọi người có thể thả vào phần fill ở đây nhá, cái thanh fill này này. Thì chúng ta sẽ thả vào cái thanh fill này. Đó, thì nó sẽ ra được cho mọi người một con số khác. Thì cái con số này bây giờ nó sẽ là total cost, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phần vào phần này mình sửa nó thành total cost. Title nghĩa là cái tiêu đề của
của biểu đồ đấy, của báo cáo đấy, của chỉ số ấy, thì mình sẽ đổi nó thành total cost. Tương tự như vậy ở tất cả những cái này ấy, thì chúng ta sẽ đổi nó thành là total cost, thì ở đây sẽ là total gì ạ? Total cost, total profit, đúng không ạ? Total profit, total revenue. Thì mình có thể tạo ra tất cả những cái biểu đồ như vậy. Thì ở đây mình sẽ kéo nhanh vào là cái discount amount này. Đấy, cái discount amount mình sẽ kéo vào đây. Đó, được chưa? Rồi, và sale quantity mình sẽ kéo nó vào đây. Đó. Ở đây mọi người đổi tên tất cả cái này đi nhá. Cái cách mà mình làm ấy thì nó có một cái công thức chung, đấy là mọi người sẽ chọn vào đối tượng. Sau đó là từ cái phần visualization này này, chúng ta sẽ format nó ở cái tab format ở đây. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ format nó ở đây. Thì chỗ này chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ format nó về tất cả các cái title chính xác của nó này. Cái chỗ này là total cost, total cost, total profit. Total cost, total discount amount, total discount amount, total discount. Cuối cùng này của mọi người chính là sale quantity. Và phần này lại vào đây, chúng ta đổi tên nó là total sale quantity. Đó. Thì sau khi xong rồi mọi người sẽ có một cái list các cái thẻ điểm ở đây của mọi người. Sẽ có các cái list thẻ điểm ở đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có tiếp ở đây là một cái biểu đồ, đúng không? Biểu đồ này là biểu đồ theo thời gian. Biểu đồ theo thời gian thì mọi người sẽ tiến hành chọn vào cái line chart này. Đây là line chart này. Tiếp theo đấy là mình vừa muốn theo thời gian, mình muốn vừa muốn có các cái cột thông tin. Thì lúc này mình sẽ tiến hành chọn vào đây là line. Đây, line and cluster column chart, nó ở cái góc phía bên dòng thứ hai ở phía bên tay phải. Đấy là mọi người chọn vào line and cluster column chart. Sau khi chọn xong này, nó lại hiển thị ra một cái biểu đồ trống. Thì lúc này chúng ta sẽ khai báo các cái trường thông tin mà chúng ta muốn tạo ở trong này. Thế bây giờ đối với cả cái biểu đồ này thì mình đang muốn là vẽ theo biểu đồ trending, theo biểu đồ thời gian, đúng không ạ? Theo biểu đồ thời gian. Thế thì lúc này mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ kéo cái order date là cái ngày bán hàng. Lúc vậy chúng ta xem bộ dữ liệu rồi, đúng không ạ? Nó sẽ có cái ngày bán. Vậy thì mình sẽ kéo cái ngày bán hàng. Đó, chúng ta kéo cái ngày bán hàng vào cái trục trục X này của mình. Thì khi chúng ta kéo xong ấy, mình sẽ thấy là cái này nó chưa có cái gì hết, đúng không? Cái biểu đồ nó chưa có gì hết. Thì lúc này do nó chưa có cái gì để nó vẽ cả, thì chúng ta lại kéo thêm ạ. Kéo thêm, chúng ta lại kéo thêm cái gì? Chúng ta lại kéo thêm cái cột sale amount vào. Nó sẽ kéo thêm cột sale amount vào nha mọi người nhá. Mình sẽ kéo thêm vào đây. Đó, thì ngay khi kéo vào, mọi người sẽ thấy nó hiển thị ra một cột thông tin. Đây là cột sale amount của chúng ta. Chúng ta có thể kéo tiếp vào sale amount, chúng ta có thể kéo tiếp vào cột total cost. Chúng ta có thể kéo tiếp vào cột total cost. Đó. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là sau khi kéo vào thì nó sẽ hình thành lên hai cột như thế này. Hai cột như này. Và tiếp theo đấy là ở phía đường line này, thì mình sẽ kéo vào đây là gì ạ? Mình sẽ kéo vào đây cái cột discount amount. Discount amount. Thì khi mọi người kéo vào xong thì chúng ta sẽ thấy nó chỉ hình thành ra được một cột này và một cái điểm màu cam này thôi. Đấy, nó nhìn nó không giống lắm với cái biểu đồ lúc nãy, đúng không ạ? Thì về bản chất là chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta làm một cái thao tác là ở trên cái biểu đồ này nó sẽ có một cái thao tác là mở rộng cái chiều thời gian ra. Thì ở đây sẽ được hiểu là mở rộng chiều thời gian ra. Đấy, thì khi mà chúng ta kéo cái trường thông tin về ngày bán hàng vào đây thì ngay lập tức nó sẽ tổng hợp về theo năm. Thế nhưng mà chúng ta muốn mở rộng nó ra, thay vì theo năm chúng ta muốn xem theo quý thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút phía bên trên này, cái hình đinh ba phía bên trên này. Khi mà ấn vào một cái, ngay lập tức nó sẽ tách ra cho mọi người thành bốn quý, đúng không ạ? Quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4. Thì đây là bốn quý để chúng ta có thể theo dõi được cái mức độ tăng trưởng trong năm 2019 của các chỉ số liên quan đến sale amount, total cost và discount amount. Rồi, tương tự như vậy thì phía bên tay phải này nhá, phía bên tay phải này. Phía bên tay phải này lúc nãy là mình có một cái biểu đồ gì ạ? Mình có một cái biểu đồ là biểu đồ tương quan giữa cái thông tin bán hàng của chúng ta, thông tin profit, thông tin bán hàng và cái số lượng bán ra. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào cái biểu đồ tương quan, nó chính là biểu đồ scatter chart. Mình sẽ chọn vào cái biểu đồ này. Thì sau khi chọn vào xong mình có thể căn chỉnh cái biểu đồ rỗng này trước, sau đó là mình sẽ kéo các thông tin vào. Thì cái biểu đồ rỗng này của mọi người ấy, nó sẽ đi, nó là biểu đồ tương quan và nó sẽ có hai trục là trục X và trục Y. Thì đây sẽ hai cái trục này là trục liên quan đến COMA, chúng ta có thể cầm COMA chúng ta kéo vào đây. Tiếp theo đấy là sale quantity, chúng ta cầm sale quantity chúng ta kéo vào đây. Thì ở đây nó chưa có thông tin gì cả, mọi người sẽ add tiếp cho mình cái cột gì ạ? Cái cột thông tin của mình đấy chính là cái product category, chúng ta sẽ kéo nó vào phần legend.
Ngay sau khi kéo vào phần legend, mọi người sẽ thấy nó vẽ ra cái biểu đồ có các chấm 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 này cho chúng ta chưa ạ? Đấy, có các cái chấm 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 này, mỗi chấm này sẽ đại diện cho một ngành hàng, và cái này nó mỗi chấm này nó sẽ có mối tương quan giữa cái tổng doanh thu bán và cái quantity là cái số lượng bán ra. Mọi người có thể để là sale amount ở trục x, sale quantity ở trục y cũng được, hoặc ngược lại cũng được nhá. Thì cái này nó là biểu đồ tương quan hai chiều mà, thế nên là mọi người để theo trục x hoặc là trục y là đều được. Đấy, nó đều là thể hiện cái tương quan giữa cái doanh số bán ra, đồng thời là cái sale quantity chính là cái số lượng bán ra. Rồi tiếp theo đấy là ở đây mọi người có thể kéo thêm cái discount amount này vào cái phần size. Size ở đây nghĩa là kích thước của từng đường tròn. Thì khi là kéo xong, người sẽ thấy là các cái đường tròn này này nó sẽ thay đổi kích cỡ, nó sẽ thay đổi kích cỡ, được chưa? Nó sẽ thay đổi kích cỡ rồi. Đó, thì đây là xong được hai cái biểu đồ. Mỗi cái biểu đồ này ấy, thì chúng ta muốn format, muốn tinh chỉnh cho nó đẹp hơn ấy, thì chúng ta cứ chọn vào đối tượng này. Sau đó là format ở đâu thì nó sẽ ở cái phần visualization này này, và ở cái tab phía bên cạnh. Đây, format cho visual thì nó sẽ ở tab này. Thì ở đây mọi người hoàn toàn có thể chọn các cái option format. Ví dụ chúng ta muốn format trục x này thì mình sẽ format trục x ở đây, đúng không? Chúng ta muốn format trục y, chúng ta muốn sẽ format ở đây. Đó, chúng ta muốn ví dụ là chúng ta muốn thay đổi cái màu sắc của column thì chúng ta kéo xuống sẽ có tab column ở đây. Đó, sau đó chúng ta muốn thay đổi màu sắc của line thì mình sẽ thay đổi màu sắc của line ở đây. Mình muốn thay đổi tiêu đề của cái báo cáo này thì mình sẽ có cái cột title ở đây. Đấy, cái này thì mình sẽ thay đổi cái title là trending by trending revenue, profit by order date. Được. Discount by order date. Đó, thì cái này nó ở đây nó sẽ hiển thị ra cho mọi người, mình đổi tên nó đi và có thể là mình dành nhiều thời gian hơn, mình format những cái thao tác tinh chỉnh này thì mình sẽ không đi quá sâu, bởi vì thực tế là nếu mà mọi người học vào BI ở chương trình vệ tinh ấy, thì sẽ có một buổi riêng dành cho cái việc là các cái thao tác tinh chỉnh này làm sao cho cái biểu đồ của mọi người đẹp nhất. Còn ở đây thì do cái thời lượng có hạn, thế nên mình sẽ nói về cái cấu trúc và cái cách mình thiết kế ra một cái báo cáo thôi. Những cái phần tinh chỉnh nhỏ nhỏ như thế này thì mọi người hoàn toàn có thể là học thêm chưa? Rồi, ở đây thì đây là hai cái biểu đồ cơ bản rồi nhá. Tiếp theo đấy là mình sẽ có một cái biểu đồ phía bên dưới, ba cái biểu đồ phía bên dưới. Ba biểu đồ này là biểu đồ gì đấy ạ? Là biểu đồ revenue by class để chúng ta biết được là các cái phân khúc sản phẩm mà chúng ta bán được nó sẽ nằm ở trong các phân khúc nào. Thì đây là một cái biểu đồ donut, nghĩa là một cái biểu đồ dạng hình tròn đấy, nhưng mà nó khuyết ở giữa. Tiếp theo đấy là cái dạng biểu đồ là top revenue by manufacturer này. Đấy, thì ở đây mình sẽ tạo hai cái biểu đồ này trước nhé. Thì mình sẽ chọn vào đây, mình sẽ chọn vào cái biểu đồ donut, đấy chính là biểu đồ này. Đấy, donut đây. Và mình sẽ cho nhỏ nó lại một chút nhé để đảm bảo nó đủ diện tích cho cả ba. Sau đó là chỗ này mình sẽ tiến hành chọn vào đây là đối với phần legend này thì mình đối với phần value thì mình đang muốn xem là cái tổng doanh thu của mình theo từng cái class, nghĩa là theo từng cái phân khúc ấy, thì lúc này chúng ta sẽ kéo cái sale amount vào trong phần value. Tiếp theo là phần legend thì sao? Phần legend thì sẽ được hiểu là mình muốn xem theo cái gì? Mình muốn đang muốn xem theo class đúng không? Vậy thì mình kéo cái cột class vào đây. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ vẽ biểu đồ ra cho mọi người. Nó sẽ vẽ biểu đồ ra cho mọi người khá là nhanh gọn và dễ dàng. Và tiếp theo đấy là chúng ta sẽ vẽ tiếp gì ạ? Đấy, tiếp cái biểu đồ liên quan đến top 5, top 10 các cái manufacturer nào mà đem lại doanh thu tốt cho chúng ta. Thì ở đây nó sẽ chính là cái biểu đồ các cái biểu đồ cột ở đây, cái nhóm biểu đồ cột phía bên trên này. Thì chúng ta sẽ chọn một cái dạng biểu đồ cột đầu tiên này nhá, là stack 3 chart nhá. 3 chart là biểu đồ cột thôi. Thì chúng ta sẽ chọn vào đây, mở nó ra một chút này. Sẽ mở nó ra một chút này. Sau đó là ở trong cái biểu đồ này chúng ta chọn sang cái biểu đồ rỗng này nhá, và chúng ta sẽ tiến hành vẽ vào. Mình sẽ vẽ vào cái gì đây? Mình đang muốn tính tổng doanh thu đúng không ạ? Theo từng manufacturer nhá, theo từng cái đơn vị bán hàng ra. Vậy thì cái này đối với cả cái trục Y thì mình sẽ kéo vào là manufacturer, nghĩa là tên của từng cái nhà bán, nhà nhà sản xuất đấy. Còn tiếp theo là ở cái trục X này thì mình sẽ kéo vào đây là cái thông tin liên quan đến sale amount, mình sẽ kéo nó vào đây. Thì ngay lập tức là nó sẽ vẽ ra cho mình một cái biểu đồ cái cột như thế này, biểu đồ cột ngang như thế này để chúng ta có thể so sánh được cái tổng doanh thu giữa các nhà bán khác nhau đem lại cho chúng ta khác nhau như thế nào. Được chưa? Rồi, tiếp nhá. Và cuối cùng ở đây của mọi người sẽ là một cái biểu đồ gì ạ? Biểu đồ dạng table. Biểu đồ dạng table. Biểu đồ dạng table này thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ đi theo cái doanh thu, cái chi phí bán, cái doanh thu và cái doanh thu của chúng ta theo từng kênh bán và từng cái quốc gia, từng cái thành phố đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn vào cái dạng biểu đồ là dạng matrix, nghĩa là dạng bảng này. Đó, dạng bảng này. Đó, xong chúng ta căn chỉnh một chút này. Và đối với dạng bảng này ấy, thì cái row của mọi người sẽ là gì? Cái row của chúng ta sẽ là gì? Cái dòng của mình ấy, nó sẽ là category, nghĩa là ngành hàng. Vậy thì chúng ta sẽ cho cái thông tin. Lưu ý là trước khi mà chúng ta muốn format bất cứ một cái đối tượng nào trong Power BI thì hãy tích chọn vào nó đã nhá. Nhớ là chọn vào nó đã.
chọn vào nó. Sau đó là mình sẽ chọn ở đây là đối với row, row thì mình sẽ cho vào là gì ạ? Mình sẽ cho vào cái category, product category vào đây. Và tiếp theo đấy là mình sẽ cho tiếp vào là cái city. Channel chứ. Đây, cái này nó phân tích theo channel, vậy thì chúng ta sẽ cho channel vào đây nhá. Tiếp theo đấy mình sẽ cho city vào đây. Đó, và khi mọi người cho xong ấy, thì cái phần bảng này của mọi người sẽ có các dòng liên quan đến channel này và liên quan đến city. City nó sẽ nằm ở tầng thứ hai, khi mà chúng ta mở các cái này ra thì nó sẽ có cái tầng city phía bên trong. Được chưa? Thì cái này sau khi xong rồi này thì chúng ta sẽ kéo tiếp vào cái phần value, nghĩa là nó tính toán theo cái gì. Thì ở đây mình có thể kéo vào cái value là sale amount thì nó sẽ tính tổng theo sale amount đây cho mọi người. Tiếp theo đấy là để mà có thể format và ra được những cái ký hiệu là màu xanh, màu đỏ, màu vàng cho những cái cảnh báo, là ví dụ là những cái doanh số này của chúng ta đang là mức tốt, mức trung bình hay là mức xấu ấy. Thì chúng ta lại quay lại cái phần sau khi xây xong được cái video rồi, chúng ta lại format nó. Format nó thì chúng ta sẽ vào lại vào cái tab format này thôi. Nó không quá khó vì các cái cấu phần đấy. Mình sẽ chia sẻ với mọi người các cái cấu phần và cách mọi người làm việc với Power BI làm sao cho thân thiện nhất. Thì ở đây sau khi mà chúng ta vào rồi ấy, thì mọi người sẽ có cái phần các một số các cái format để giúp cho chúng ta có thể chỉnh được. Và ở đây mọi người sẽ có là format value này, chúng ta sẽ có rất nhiều các cái format value và là format về về column, về về row. Và đây ở bên cái tab này thì sẽ là liên quan đến các cái format về effect này, một số các cái hiệu ứng của cái biểu đồ đó. Rồi rồi thì ở đây sau khi mọi người kéo vào xong ấy thì chúng ta có thể format cái phần layout and style này của nó nhá, về cái dạng là minimal. Cái này thì mình format thêm để cho cái giá trị của mình trông nó gọn gàng hơn thôi, để cho trông nó gọn gàng hơn. Rồi tiếp tục nhá. Tiếp tục sau khi mà xong rồi ấy, thì mọi người sẽ đến một cái công đoạn đấy là chúng ta sẽ tạo ra những cái slicer phía bên trên này, nghĩa là những cái thẻ để chúng ta có thể tích chọn, và nó sẽ lọc toàn bộ cái báo cáo của chúng ta theo cái tích chọn đấy của mình. Thì chỗ này mình sẽ tự tiến hành, chúng ta chọn vào cái phần slicer này. Thì ngay sau khi chọn này, cái slicer nó sẽ nằm ở cái phần bộ lọc, cái phễu lọc này của mọi người này. Thì sau khi kéo xong này thì mình sẽ đến cái phần này, mình sẽ tinh chỉnh nó sang phía bên này. Đấy, mình sẽ kéo nó cho nó một cái ô này, đây chính là cái bộ lọc, các cái nút lọc. Thì cái này mình sẽ lọc nó theo gì ạ? Theo country đúng không ạ? Theo country. Country thì mọi người sẽ vào đây, mình sẽ lấy cái country mọi người sẽ đặt vào trong này. Thì sau khi đặt xong ấy, nó sẽ trở thành các cái nút chọn như thế này, các cái ô chọn như này. Thì bây giờ mình muốn chỉnh các cái ô ấy thành các nút thì mình lại quay lại vào cái phần format cho visual. Tất cả mọi thứ mà mọi người muốn formatting thì nó sẽ nằm ở trong cái phần format này nhá. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta build lên cái visual thì nó sẽ nằm ở trong cái tab đầu tiên này. Thì ở đây ở cái tab thứ hai này thì mọi người sẽ chọn là cái slicer setting. Thì cái chỗ này cái style của nó bây giờ mình chuyển thành type. Type này sẽ được hiểu là các nút chọn, các nút bấm. Thì sau khi xong rồi thì đây nó sẽ hình thành ra các cái nút để cho chúng ta bấm. Đó, các cái nút cho chúng ta bấm. Thì ví dụ mình chỉ muốn xem báo cáo này theo French thì mình sẽ tích chọn vào French. Theo Germany thì mọi người sẽ thấy cái con số nó nhảy theo đấy. Con số nó sẽ nhảy theo từng quốc gia. Được chưa ạ? Con số nó sẽ nhảy theo từng quốc gia. Rồi. Thì sau khi chúng ta xây dựng xong ấy thì ở đây mọi người có thể dành nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh, nhưng mà tổng quát lại thì đấy là một số các cái thao tác cơ bản trên Power BI. Thật ra đây là buổi đầu tiên và đồng thời là chúng ta có một cái thời lượng nó khá hạn chế, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 40 đến 45 phút so với cả cái thời lượng học thực tế ở trên một cái buổi học ở Dataport cũng như là ở chương trình vệ tinh ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 2 tiếng cho mọi người đối với cả buổi 1, 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi đối với buổi 1. Em sẽ có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn mọi người. Tuy nhiên là bài buổi học thử này thì mình muốn cho mọi người có cái nhìn tổng quan về các mục tiêu của Power BI và cái cách thức mà Power BI nó hoạt động, cũng như là sẽ có đối với những bạn nào mọi người có thể thao tác được và dành thời gian cho nó thì chúng ta cũng sẽ có một cái sản phẩm đem về, đấy chính là một cái trang báo cáo nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Ngoài ra thì trong cái bộ dữ liệu mẫu ấy thì mình chia sẻ thêm một chút, trong cái bộ dữ liệu mà mình đưa cho mọi người ấy và bằng cái file mà ban ban tổ chức có đăng lên cho mọi người ấy, thì nó sẽ có thêm một cái file dữ liệu nữa. Đây nó sẽ có 2 file nhé. Thì cái này là dành cho những bạn nào mọi người muốn mày mò và mọi người muốn tạo một cái báo cáo riêng ấy, thì chúng ta có thể là có thêm dữ liệu để mọi người làm. Thì cái file này nó sẽ là cái file thông tin đến hàng tồn kho, thì nó cũng có cái ngày nói qua một chút về cái file này, không mọi người thắc mắc là tại sao trong cái phần link tải nó có 2 file nhưng mà chỉ dùng đến 1 file thôi. Thì cái file này dành cho những bạn nào mọi người có muốn dành thêm thời gian, mọi người nghịch ở trên Power BI, mọi người tạo thử một cái báo cáo của riêng mọi người. Bên cạnh những cái thao tác mà mình vừa nói ấy, trên cái bộ sale thì bây giờ mình có một cái bộ là bộ inventory đây nhá, bộ inventory thì mọi người cũng có thể tải về, sau đó là chúng ta dành thời gian chúng ta vầy vọc một chút, chúng ta thao tác một chút ở trên Power BI, và chúng ta có thể sử dụng một cái bộ dữ liệu thứ hai là như thế này.
Được chưa? Thì đó là cái option thứ hai cho mọi người có thể dành thời gian một chút nhé. Đối với những bạn nào mọi người thật sự có mong muốn là bắt đầu với ngành dữ liệu thì chúng ta có thể là dành thêm một chút thời gian để tự tạo một cái báo cáo của riêng mình. Thay vì là cái này thì chắc chắn là những bạn nào tham gia học buổi hôm nay mà về nhà tự kéo thì có thể là cũng sẽ ra được trông nó giống giống như thế. Thì hoàn toàn là chúng ta có thể có một cái bộ dữ liệu riêng và chúng ta có thể tự customize theo ý của mình, và đồng thời là có một cái sản phẩm riêng khác với cả các bạn khác. Dạ, đấy là đối với những bạn mà người thực sự là nghiêm túc và muốn tiếp tục gọi là phát triển cái kỹ năng về Power BI của mình. Dạ, thì hôm nay thì cái nội dung buổi học thử do thời lượng có giới hạn, thế nên là mình sẽ chỉ giới thiệu với mọi người các thao tác cơ bản và hướng dẫn cho mọi người kéo được ra một cái biểu đồ trông như thế này thôi. Thì như mình cũng vừa nói là để mà từ cái thô như thế này mọi người format nó lại thì trông nó sẽ đẹp đẽ được như thế này. Chưa ạ? Thì các cái thao tác format thì như mình vừa mới show cho mọi người rồi, thì về nhà có thể dành thêm thời gian cho nó nhé. Rồi. Vâng Rồi, ạ. ok. Vâng, À, rồi, à, đây là phần giới thiệu thì đó là phần học thử về cái phần nội dung liên quan đến Power BI. Thì các bạn sau đây thì sẽ nhường lại cho Thư thì sẽ tiếp tục điều phối chương trình. dạ vâng ạ. À, thay mặt các bạn và ban tổ chức thì rất cảm ơn chị Quỳnh Chi với bài giảng vừa rồi. Cá nhân em ngồi tham gia cùng nghe giảng thì cũng thấy là chị giảng rất dễ hiểu, có bạn cũng comment là chị hướng dẫn dễ hiểu lắm ạ. Thì em nghĩ là với những gì chị vừa giảng thì nó cũng là những cái cơ bản nhất về việc sử dụng Power BI trong việc phân tích dữ liệu, đúng không chị? Thì em nghĩ là cái việc mà mình skill set đây là một cái skill set cần thiết nếu mà muốn tham gia làm data analyst. Tuy nhiên thì trong quá trình học em nghĩ cái quan trọng hơn là cái việc mà mình tư duy như thế nào, lựa chọn những cái data nào, những cái số liệu nào để tạo ra được những cái bảng biểu như chị vừa trình bày, thì nó cũng là một phần rất là quan trọng mà mình có cơ hội được trải nghiệm, được học hỏi trong cái chương trình vệ tinh mà chị Quỳnh Chi sẽ tham gia giảng dạy. Và em nghĩ là với thời lượng ngắn gọn như thế thì chắc hẳn là các bạn cũng sẽ có rất là nhiều những cái thắc mắc, những cái câu hỏi mà muốn gửi tới chị Chi, không chỉ là trong xoay quanh cái bài học vừa rồi mà còn liên quan tới rất nhiều các vấn đề khác trong việc mà muốn trở thành, trên con đường trở thành một data analyst. Vậy thì sau đây thì em xin phép được gửi tới chị Chi một số câu hỏi mà các bạn đã để lại trong form đăng ký với ban tổ chức ạ. Thì với câu hỏi đầu tiên này là một câu hỏi vô cùng quen thuộc rồi, nhưng mà các bạn vẫn còn rất nhiều băn khoăn và muốn là có một lời khuyên từ chị, thì là câu hỏi này là với một sinh viên không có nền tảng về công nghệ thông tin thì nên bắt đầu từ đâu để theo đuổi ngành DA ạ? Thì chị Chi có thể giải đáp câu hỏi này cho các bạn được không ạ? À, rồi ok, quay lại với cả cái phần câu hỏi đầu tiên mà các bạn đặt ra, đấy chính là các bạn mà không có cái nền tảng liên quan đến công nghệ thông tin ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Thực ra là cái điểm, thực ra cái thế mạnh của tất cả các bạn mà mọi người không nằm ở trong cái ngành công nghệ thông tin, nghĩa là mọi người nằm ở trong cái background về về kinh tế ấy, đấy chính là mọi người có một cái domain knowledge. Ở đây sẽ được hiểu là các cái kiến thức về chuyên ngành của mọi người thì sẽ khá là vững. Thế nên là cái mà mọi người cần phải bắt đầu đấy chính là trau dồi thêm. Đầu tiên, cái dễ dàng nhất chính là những cái tool. Tool là dễ dàng nhất, đúng không ạ? Thật ra là trong cái như mình vừa mới chia sẻ với cả tất cả mọi người ấy, thì bản chất là nó chỉ có ba cái thôi: tool set, skill set và mindset. Thì cái tool là cái dễ dàng nhất để bắt đầu. Và đối với cả cái chương trình vệ tinh ấy, thì bọn mình vẫn sẽ chú trọng là thứ nhất là dạy tool, thứ hai là trau dồi cho mọi người về mindset. Mindset phân tích là gì, và cái skill set thì sẽ là mọi người sẽ develop trong quá trình mọi người thực hành, mọi người bắt tay và mọi người làm thì sẽ develop ra cái skill set cuối cùng. Đấy là chính là cái khả năng mọi người đọc được ra dữ liệu. Cái khả năng ở đây là cái khả năng đọc được ra dữ liệu, đọc được ra insight, cái khả năng mọi người trình bày được ra những cái gì mọi người đã làm được trước đám đông, trước ví dụ sau này chúng ta đi làm thì hoàn toàn là có thể trình bày được ra trước ban lãnh đạo, trước các cấp manager, trước cái cấp mà người ta đang cần phải lấy cái insight từ dữ liệu. Vậy thì cái câu hỏi là vậy thì chúng ta không có cái background về công nghệ, chúng ta bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu học tool. Học tool dễ nhất là học gì? Chính là học Power BI, học SQL, học Python. Đó, đấy chính là những cái công cụ để giúp cho mọi người là ít nhất là chúng ta phát triển mindset, thì chúng ta sẽ phát triển dựa trên những cái tool mà chúng ta đã có sẵn trong tay rồi. Giống như là hiểu đơn giản thôi, mọi người hiểu đơn giản là bây giờ chúng ta muốn đi gọi là làm vườn chẳng hạn, thì tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải có công cụ rồi. Thì cái đầu tiên là hãy có cho mình một cái bộ công cụ đủ mạnh, thì sau đó là chúng ta sẽ phát triển tất cả các cái mindset và cái tool set, và bọn mình sẽ là những cái người đồng hành cùng mọi người để phát triển những cái đó. Và còn cái đầu tiên mọi người cần chính là công cụ, và tất nhiên là công cụ thì sẽ cũng sẽ được dạy rồi. Như chị cũng vừa đề cập ạ, thì có những cái tool rất là quen thuộc phổ biến như là Power BI, Python, SQL ạ. Thì các bạn cũng khá là quan tâm là không biết là mình nên học một cách gọi là học cả ba cái cùng một lúc hay là nên học chuyên sâu để gọi là biết rõ nhất về một công cụ gọi là công cụ thế mạnh của mình ạ. Thì đó, thì không biết là chị có quan điểm như nào về việc học các công cụ này ạ? Thực ra đối với cả các cái công cụ như mà mình vừa mới nhắc tên ấy, thực ra là nó là ba cái công cụ chủ yếu, nhưng mà
Để mà bắt đầu với cái gì trước ấy, thì đối với cả trong chương trình vệ tinh thế thôi, mọi người cũng sẽ được làm việc với cả SQL đầu tiên. Đấy, bản chất SQL nó là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, thì bản chất tất cả các cái dữ liệu ở doanh nghiệp bây giờ ấy, thì nó sẽ được lưu trữ vào trong cơ sở dữ liệu. Thế thì cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ cần một cái ngôn ngữ để có thể giao tiếp với cơ sở dữ liệu, thì đấy là khi mà chúng ta sẽ cần phải học SQL. Còn tiếp theo đấy, bên cạnh SQL một thứ rất cần thiết đấy chính là Power BI. Power BI thì mọi người vừa mới được tìm hiểu đấy. Đấy chính là khi mà chúng ta học Power BI, chúng ta sẽ học về trực quan hóa dữ liệu. Chúng ta sẽ biết cách là làm thế nào để lấy được ra dữ liệu rồi. SQL nó hỗ trợ cho mọi người trong cái quá trình truy vấn. Nghĩa là chúng ta lôi được dữ liệu từ trong cơ sở dữ liệu ra. Thế lôi ra xong rồi làm gì nữa? Lôi ra xong phân tích đúng không ạ? Thì Power BI sẽ là cái tiếp theo để hỗ trợ cho mọi người phân tích. Còn Python ấy, thì nó sẽ là ngôn ngữ lập trình. Python nó sẽ là ngôn ngữ lập trình và thực ra nó vẫn sẽ xoay quanh cái mục tiêu chung là để hỗ trợ phân tích thôi. Nhưng đối với Python ấy, thì cái mức độ sử dụng của nó sẽ cao hơn một chút, nghĩa là khi mà chúng ta đã master được SQL Power BI rồi ấy, mà chúng ta muốn ứng dụng cao hơn trong cái việc phân tích, ví dụ là chúng ta muốn có những cái mô hình về học máy, về AI, về machine learning, thì những cái đó thì chúng ta sẽ cần phải học thêm code nữa. Thế nhưng mà những cái cơ bản của một bản data analysis ấy là bắt buộc phải có, đấy chính là SQL và Power BI. Đây là một công cụ về chúng ta hỗ trợ truy vấn dữ liệu và một công cụ để hỗ trợ chúng ta trực quan hóa và phân tích. Thì đấy là hai cái đầu tiên mà mọi người có thể bắt đầu được. Và thực ra SQL và Power BI thì hoàn toàn có thể học song song. Nhưng mà Python thì chúng ta có thể là học song song hoặc là chúng ta học sau cũng được. Bởi vì dưới cái vai trò của một data analyst thì hai cái tool quan trọng nhất chính là SQL và Power BI. Vâng ạ, em cảm ơn câu trả lời của chị. Em nghĩ là với một cái ngành, một cái lĩnh vực như là data thì việc phải nắm chắc được những cái công cụ này là rất là quan trọng, và khi mà có nhiều công cụ như thế, với em trên hai là nhiều rồi, thì em nghĩ là việc các bạn sắp xếp được thứ tự quan trọng của các cái công cụ nó cũng khá là quan trọng và nó cũng rất là cần thiết. Và với câu trả lời vừa rồi của chị Quỳnh Chi thì Minh Thư hy vọng rằng các bạn học viên, các bạn là sinh viên ngoại thương đang quan tâm tới chương trình vệ tinh thì có thể biết được là mình nên đặt ưu tiên cái gì để có thể gọi là bắt đầu với vị trí là một chuyên gia phân tích dữ liệu. Và đến với câu hỏi tiếp theo, hiện tại thì trong bốc chat các bạn cũng đang gửi một số câu hỏi rồi ạ, thì chị Chi cũng có thể tham khảo, cũng có thể xem trực tiếp trong bốc chat luôn để mình có thể trả lời cho các bạn. Và đây ạ, thì đến với câu hỏi tiếp theo đã có trong form đăng ký, thì đấy là với những sinh viên chưa có kinh nghiệm làm phân tích dữ liệu thì làm sao có thể cạnh tranh được với những nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc ạ? Thực ra thì cái điểm mạnh của mọi người ấy, thực ra đối với những bạn mà mọi người mới bắt đầu với cả cái ngành dữ liệu ấy, thì thực ra là cái tính cạnh tranh ở đây thì mọi như mình cũng đã nói, nó xuất hiện từ cái nhu cầu thị trường. Bản thân thị trường bây giờ đang rất cần. Vậy thì cái câu chuyện nó không phải là cạnh tranh mà cái câu chuyện là năng lực của mọi người thôi. Mọi người trau dồi năng lực thì cái nó sẽ không phải là cái câu chuyện cạnh tranh khi mà cái nhu cầu của thị trường nó đang càng ngày càng nở ra. Và đối với các bạn sinh viên ở đây ấy, đặc biệt là những bạn mọi người đang trong quá trình đi học thôi, mọi người chưa thực sự bước chân vào thị trường lao động ấy, thì vài năm nữa mọi người có thể bước chân vào thị trường lao động ấy, thì lúc này cái nhu cầu của thị trường nó còn nở ra rất nhiều. Mọi người cứ hình dung là bây giờ dữ liệu ở khắp mọi nơi đúng không, thì cái việc mà tối ưu các cái phần dữ liệu đó nó không phải là doanh nghiệp nào cũng cũng đã làm rồi đâu, mà có những doanh nghiệp họ bây giờ mới bắt đầu chuyển đổi số, có rất nhiều các ngân hàng bây giờ mới đang bắt đầu chuyển đổi số. Tất nhiên là sẽ có những ngân hàng đã đang trong quá trình chuyển đổi số rồi, còn kết thúc thì chưa nhá. Rất nhiều các mình chưa thấy ở Việt Nam là một cái nào có thể, một cái ngân hàng hay là bất cứ một cái tổ chức nào đã đạt được đến cái gọi là cái điểm cuối cùng là kết thúc của chuyển đổi số cả. Tất cả chỉ đang ở trong quá trình chuyển đổi số hoặc là phần lớn là còn đã bắt đầu thôi, nghĩa là đang mới chớm trong cái câu chuyện về chuyển đổi số thôi. À vậy thì sau này chúng ta cạnh tranh như thế nào với thị trường ấy, thì thực ra nhu cầu của thị trường vẫn rất nhiều. Tiếp theo đấy chính là cái nhu cầu về thị trường tại thời điểm hiện tại đã rồi và trong tương lai ấy, thì theo những cái quan sát của mình ở thị trường Việt Nam nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển thôi, bởi vì là chúng ta chưa tối ưu được tất cả những cái về dữ liệu mà chúng ta đang có trong tay. Nên là nó sẽ là cái quay lại cái câu chuyện là năng lực của chúng ta đến đâu, thì nó sẽ không phải là cái năng lực ở đây thì sẽ được bồi đắp trong cái quá trình mà mọi người đi học đấy, mọi người phát triển cái tư duy của chúng ta đấy và phát triển cái cách mà mọi người sử dụng công cụ, chứ nó sẽ không phải là cái việc là chúng ta phải cạnh tranh quá là khốc liệt để có được một cái vị trí trong thị trường khi mà cái nhu cầu nó đang rất nhiều như thế này. Thì cái mọi người cần đấy chính là cái khả năng về mindset, về skill set và tool set thôi. Đó, chứ không phải là cái việc là chúng ta không thể nào mà cạnh tranh được hay là chúng ta cảm thấy rất là khó khăn để cạnh tranh với những người có kinh nghiệm. Thật ra là những người có kinh nghiệm thì sẽ có những cái chỗ đứng và những cái địa vị khác nhau, và đối với những bạn thì những cái nguồn nguồn lực mới như thế này, những nguồn lực mới như thế này thì các bạn có rất nhiều những cái ưu điểm, ví dụ như là mọi người mới bắt đầu này, mọi người giống như là
mang một cái nguồn, gọi là một cái nguồn năng lượng mới đến với cả cái ngành rất là mới như thế này ở Việt Nam. Thị trường Việt Nam thực sự là cái ngành dữ liệu thì ở nước ngoài thì nó có từ rất lâu rồi và mọi người đã khai thác lâu rồi, nhưng ở Việt Nam thì thực sự là tối ưu thì chưa, và cái room để cho mọi người tiếp tục phát triển còn rất nhiều. Nên là cái vấn đề về cạnh tranh thì mình nghĩ là mọi người cũng không cần phải quá quan tâm, thay vì đấy là mọi người hãy tập trung để nâng cao cái năng lực của mình, thay vì suy nghĩ là mình học xong thì mình có gọi là có chỗ đứng hay không ấy, mà hay là thay vào đấy hãy tập trung và phát phát huy được cái năng lực thì chắc chắn là mọi người sẽ tìm được một cái cơ hội phù hợp thôi. Vâng ạ, em cảm ơn chia sẻ của chị, bởi vì hiện tại trong bóp chat em thấy là đang có rất nhiều bạn đang băn khoăn về việc là có cơ hội intern rồi cơ hội có thể gọi là tham gia vào thị trường rồi làm sao để nâng cao cái chính cái cơ hội của bản thân. Nói chung là rất nhiều về tỷ lệ cạnh tranh của DA, các bạn đang quan tâm tới vấn đề đấy thì hy vọng là nếu mình còn thời gian thì chị có thể tiếp tục chia sẻ về phần này. Tuy nhiên thì có một câu hỏi nữa mà các bạn cũng đã hỏi rất là nhiều trong form đăng ký, đấy là khi tham gia chương trình khoa học dữ liệu ở ngoại thương thì em sẽ được nhận những chứng nhận nào và nó có giúp ích gì trong CV không ạ? Thì không biết là chị... Vâng. Một cái câu hỏi khá là thú vị. Thực ra là những cái đối với những bạn fresher ấy thì cái lời khuyên của mình vẫn là để mà chứng minh được năng lực thì đối với mọi người thì có thể là nó sẽ hơi khó, giống như là có rất nhiều bạn cứ băn khoăn là vậy thì làm thế nào để em chứng minh được là em làm được, đúng không ạ? Rất đơn giản thôi, là cái gì hiển thị được ra thì cái đấy là nhà tuyển dụng sẽ nhìn được. Thì cái chứng chỉ ấy, nó là một cái rất là hiệu quả trong cái việc là nhấn mạnh là mọi người đã trải qua một cái quá trình nỗ lực và mọi người đã học và mọi người rất là nghiêm túc với nó, đúng không ạ? Rõ ràng phải nghiêm túc với nó, phải dành nhiều thời gian học thì phải qua được môn, đúng không ạ? Rõ ràng học chương trình vệ tinh thì cũng phải qua được môn. Mình cũng dạy chương trình vệ tinh, thế nên là cả và các bạn học viên thì cũng học rất là nhiều, và mình thì cá nhân mình thì mình thấy là rõ ràng các bạn cũng phải nỗ lực rất nhiều để các bạn qua được môn, các bạn đạt được điểm cao, các bạn có được chứng chỉ. Vậy thì rõ ràng là cái chứng chỉ đấy nó là một trong những cái đầu tiên để gọi là cái dễ dàng nhất để mọi người có thể show ra là mọi người rất là nghiêm túc với cái ngành này, mọi người rất là nghiêm túc phát triển cái năng lực của mọi người trong ngành. Thế thì tất nhiên là nó sẽ có hữu ích rồi, và có một cái đối với cá nhân mình ấy, cái chứng chỉ nó có một cái gọi là một cái đóng góp rất là lớn. Cái tiếp theo đấy nữa là bên cạnh cái phần chứng chỉ đấy là những cái sản phẩm mà mọi người làm được ra trong cái khóa, đặc biệt là ở chương trình vệ tinh ấy, thì mọi người sẽ có cái phần final project. Final project ở đây thì sẽ là những cái dự án cuối khóa mọi người sẽ được tham gia làm, có thể làm theo nhóm, có thể làm theo nhóm này, có thể làm cá nhân. Thế nhưng mà mọi người làm xong thì mọi người sẽ có cái sản phẩm đầu ra của mọi người. Cái sản phẩm nó rất là quan trọng. Đấy là lý do tại sao lúc nãy khi mà hướng dẫn mọi người thực hành ấy, thì cái đầu tiên mình show ra cho mọi người là cái sản phẩm mọi người sẽ có được là gì. Thì ở chương trình vệ tinh cũng vậy, mọi người sẽ có rất nhiều các cái sản phẩm đầu ra của mọi người. Thì những cái gì nhìn thấy được như chứng chỉ, như sản phẩm nó rất hữu ích trong cái CV của mọi người sau trong quá trình xin việc. Thay vì việc là mình ghi là mình chỉ biết cái kỹ năng nghĩ kia, thì mình có cái bằng chứng là chúng ta đã pass được một cái chứng chỉ, chúng ta đã có một cái thời gian học ở chương trình vệ tinh đến vài tháng liền để có thể đạt được nó. Thì rõ ràng là cái chứng chỉ về của chương trình vệ tinh ấy, thì thêm một cái nữa là nó được công nhận bởi bởi khoa, bởi viện, bởi bởi trường. Thế nên là nó cũng sẽ có rất là có hữu ích trong 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 cái việc mà mọi người điền vào CV sau này. Em cảm thấy là tham gia khóa chương trình vệ tinh ở trường ấy thì cũng không chỉ là có chứng chỉ đâu mà còn có rất nhiều những cái bài tập mà có thể coi như thành một project cá nhân luôn đúng không chị? Thì sau này nó cũng sẽ rất là hữu ích trong CV của các bạn cũng như là khi phỏng vấn thì mình cũng có cái để show ra với nhà tuyển dụng. Và em nghĩ là vâng trong bot chat thì cũng rất nhiều bạn đang quan tâm tới ví dụ như là mảng phân tích dữ liệu của ngân hàng ấy ạ. Thì hiện tại chị đang ở ở Techcombank thì không biết là chị có thể chia sẻ một chút về cơ hội intern ở ngân hàng cụ thể là Tech hoặc là những cái doanh nghiệp mình từng làm trước đấy không ạ? Thực ra thì ở đây mình thấy có một vài câu hỏi còn liên quan đến việc là những bộ phận nào chuyên phân tích dữ liệu và cái cơ hội để mọi người có thể vào, có nghĩa là mọi người đang muốn biết được là mình thấy có vẻ là mọi người đang rất muốn biết là ví dụ trong các ngân hàng bây giờ thì cái cách mà xử lý dữ liệu như thế nào, đúng không? Thì mình chia sẻ nhanh một chút ấy. Đấy chính là bản thân ở ngân hàng ấy thì sẽ có rất nhiều các khâu, các công đoạn, các phòng ban cần sử dụng đến dữ liệu. Và cụ thể hơn ấy, đấy chính là mình không nói đến các bạn về các cái phòng với các chi nhánh nhé, và thông thường là các cái phòng mà sử dụng đến dữ liệu và có cái nhu cầu về phân tích dữ liệu ấy, thì sẽ nằm ở các cái head office, các cái hội sở các head office, và chủ yếu là nó sẽ có hai phần. Một phần là sẽ có những phòng chuyên về dữ liệu, những phòng, những khối chuyên về dữ liệu, và ví dụ như bản thân mình thì mình đang làm ở khối dữ liệu trong Techcombank. Ngoài ra thì bên cạnh mình, những bạn mà làm trong khối dữ liệu để phục vụ trực tiếp cho cái mục đích phân tích dữ liệu của bank, của toàn bank, toàn hàng, thì sẽ có những bạn là làm trực tiếp cho việc phục vụ nhu cầu xây dựng báo cáo ở từng cái phòng ban nghiệp vụ khác nhau, từng cái phòng ban nghiệp vụ, từng khối 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 nghiệp vụ khác nhau đấy. Thế nên là mọi người sẽ thấy là cái nhu cầu ấy, nó
rất là nhiều, và cái quy trình phân tích ấy thì nó có thể là nó sẽ riêng rẽ hoặc là nó tập trung ở một khối dữ liệu. Ngoài ra thì ở một số các ngân hàng khác ấy thì nó sẽ có bên cạnh cái trung tâm dữ liệu ấy, hay mình còn gọi là cái khối dữ liệu đấy, thì nó là trung tâm dữ liệu, thì nó sẽ có những cái gọi là những cái về phòng về chuyển đổi số, những cái trung tâm chuyển đổi số, thì cái này cũng sẽ tồn tại cái nhu cầu về phân tích dữ liệu. Đấy thì mọi người hình dung là nó có hai cái nơi tập trung chính, đấy chính là một là những cái khối liên quan đến dữ liệu, những cái khối liên quan đến dữ liệu, trung tâm dữ liệu đấy, và chuyển đổi số. Cái thứ hai cần đến nhu cầu dữ liệu đấy chính là cái phòng ban nó trực tiếp tuyển dụng, bởi vì sẽ có những phòng ban, những khối nghiệp vụ họ trực tiếp có cái nhu cầu xây dựng báo cáo, và họ cần khoảng tầm vài bạn, ví dụ là mỗi mỗi khối nó cần khoảng tầm là 5 7 bạn gì đấy làm một cái việc là reporting cho chính cái phòng ban, chính cái phòng ban đấy và chính cái khối đó nghiệp vụ đấy thôi. Thì cái này nó là hai cái nơi trong banking mà mình thấy là hiện tại đang sử dụng cái hoạt động phân tích dữ liệu áp dụng vào đó. Thì cái cơ hội cho các bạn cơ hội cho các bạn đối với cả ngành dữ liệu và đặc biệt là trong ngân hàng ấy, thì thực ra ngân hàng thì ví dụ như là một số các cái bank lớn như Techcombank ấy thì rất hay có những cái chương trình ở chương trình Talent. Chương trình Talent này thì mọi người có thể tìm hiểu thêm nhé, bởi vì mình sẽ không nói quá kỹ về nó, nhưng mà bản thân là nếu mà mọi người có đầy đủ năng lực và mọi người pass được qua một số các cái vòng liên quan đến vòng test, vòng phỏng vấn, thì mọi người hoàn toàn có thể join vào cái chương trình Talent đó và sẽ có trải nghiệm dành riêng cho mọi người đối với việc bắt đầu vào việc phân tích dữ liệu ở các trung tâm dữ liệu cũng như các cái khối về chuyển đổi số. Thì đấy là một trong những cái cơ hội, những cái gọi là cái hướng cơ hội đấy. Còn ngoài ra thực ra thì mọi người thì hay hay hỏi về lĩnh vực banking, nhưng mà thực tế thì intern thì mọi người hoàn toàn có thể intern ở trong cả các lĩnh vực khác nữa. Thì bây giờ mình đang thấy là cái e-commerce cũng rất là phát triển, bởi bản thân mình ngày xưa cũng đã từng làm data analysis, và cá nhân mình là intern ở e-commerce, nghĩa là ở sàn thương mại điện tử ở VNPay. Hồi đấy là ở bên VNPay là bên bên fintech đấy, fintech thì chính xác hơn, và làm cụ thể về dữ liệu e-commerce. Sau đó là mình mới chuyển dần sang security là về phần chứng khoán và một số các cái định một tổ chức tài chính khác. Sau đó là mình mới chuyển sang bank, chứ mình cũng không hẳn là đi trực tiếp từ bank đâu. Thế nên mọi người sẽ thấy là nếu mà mọi người thích bank, mọi người xác định là mọi người sẽ trở thành một banker, thì mọi người có thể đi trực tiếp theo hướng của bank. Thế nhưng mà có một cách khác, đấy là nếu mà mọi người đam mê của mọi người là dữ liệu, thì mọi người hoàn toàn như mình nói, dữ liệu đó ở tất cả mọi nơi, rất nhiều doanh nghiệp cần đến dữ liệu chứ không phải là chỉ mỗi bank. Thế nên là đừng giới hạn cái sự lựa chọn của mình, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Các bạn hoàn toàn có thể, nếu mà bạn cảm thấy thích dữ liệu, thích cái việc phân tích và thích cái việc mình đưa ra quyết định từ dữ liệu đó, thì chúng ta có thể mở rộng cái option lựa chọn ra từ rất nhiều các công ty, các tổ chức, và mình có thể thấy là nó tuyển dụng rất là nhiều, rất là rộng rãi về các cái ngành ấy, chứ không phải là chỉ mỗi ngân hàng. Thế là mình chia sẻ thêm một chút. Em cảm ơn những chia sẻ của chị. Thì thấy các là cái triển vọng về ngành này nó rất là rộng mở luôn chị. Vậy thì không biết là có bạn đang hỏi là có dự báo gì để các sinh viên mới ra trường cần lưu ý không ạ? Về liên quan tới ngành phân tích dữ liệu ạ? Thực ra thì cái phần dự báo ấy, thực ra mình chia sẻ như thế này nhé, bởi vì mình thì lại là 5 năm vừa rồi mình trong cái ngành này, thì nếu mà nói là cái ngành này bây giờ mọi người bước chân vào nó có dễ không thì chưa bao giờ nó là dễ. 5 năm vừa rồi mình chưa bao giờ thấy là một cái thời điểm nào bước chân vào ngành này nó là dễ cả. Thế nhưng mà tại cái thời điểm bây giờ ấy, thì chính vì là như mọi người đã thấy là cái nhu cầu thị trường nó lớn, thế nhưng mà thị trường thì đang cần những người thực sự bắt tay vào làm được và thực sự là có thể cống hiến, có thể là xác định nghiêm túc với cả cái ngành nghề này rồi. Thế nên chứ không phải là theo kiểu là các bạn có thể vào, các bạn làm thử một thời gian, các bạn thấy không hợp thì các bạn exit, thì cái đấy nó không phải là cái cách mà cái ngành này nó hoạt động tại thời điểm hiện tại nữa. Có thể ở trong quá khứ thì sẽ có những cái thời điểm là nó sẽ cơ thị trường nó rất mở rộng cơ hội cho mọi người, theo kiểu là mọi người có thể vào, mọi người làm thử một thời gian, sau đó mọi người có thể tự đánh giá là hợp với không phù hợp. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì nó cần một cái sự nghiêm túc nhất định. Cái sự nghiêm túc này nó thể hiện qua những cái thứ mà mình vừa mới chia sẻ đấy, chính là ví dụ là mọi người có những cái chứng chỉ, mọi người có những cái sản phẩm đầu ra, thì nó thể hiện cái sự nghiêm túc của mọi người với cả cái ngành nghề này. Thì tại thời điểm hiện tại và trong tương lai ấy, thì nó sẽ yêu cầu những cái bạn đầu vào có cái chất lượng cao hơn. Chất lượng cao hơn ở đây nghĩa là mọi người sẽ cần phải có một cái gì đấy chứng minh được cái năng lực của bản thân mình, chứng minh được cái mức độ nghiêm túc và theo đuổi ngành nghề đó, chứ không phải là theo theo như trước kia. Thì có thể là thực ra nó là vài năm trước ấy, thì nó dễ, nó không phải là dễ, nhưng mà tại thời điểm hiện tại cái nhu cầu nó nhiều nhưng mà nó lại khắt khe hơn. Cái thị trường vẫn nhiều nhá, mình chắc chắn với mọi người là thị trường nhu cầu vẫn rất nhiều, thế nhưng nó rất khắt khe với mọi người, khắt khe theo kiểu mọi người vẫn phải chứng minh được năng lực của mình. Thì cái này vẫn sẽ là quay lại cái câu chuyện là muốn chứng minh được năng lực thì chúng ta
Thứ nhất là bọn mình ở đây để mọi người có thể lấy được những cái kinh nghiệm từ những giảng viên, từ những người hướng dẫn đi trước, thì cái đấy là rất là value cho mọi người tại cái thời điểm này. Và thay vì là phải lọ mọ, nhưng mà cái điểm ngày xưa mình 5 năm trước mà mình bắt đầu vào ngành này ấy, thì mình phải lọ mọ rất nhiều, bởi vì thì cộng đồng ở Việt Nam nó không nhiều, và tiếp nữa đây chính là những người mentor, những người hướng dẫn, những người chia sẻ, những cái workshop, những cái webinar như thế này nó không có. Thế nên là thành ra là cái con đường lọ mọ thì nó lại rất vất vả. Thế nên là mỗi mỗi thời điểm thì nó lại có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Thì tại thời điểm hiện tại và trong tương lai của mọi người ấy, đấy là cái câu chuyện là chứng minh năng lực bằng những cái gì mình được thấy được, và có thể bằng chứng chỉ đấy, rất đơn giản là học đi có chứng chỉ, viết vào CV những sản phẩm, viết được vào CV, được chưa mọi người? Đó thì đấy là trả lời cho câu hỏi của mọi người về cái triển vọng nhé. Vâng ạ, em cũng cảm nhận được là khi mà tham gia những khóa học như thế này á, thì cái một trong những điều quan trọng nhận lại được chính là cái networking với các anh chị, với mentor, với giảng viên thì nó cũng rất là tốt, và đặc biệt là các bạn cũng sẽ có người để gọi là học hỏi theo, rồi có thể hỏi hỏi han thêm khi mà sau này đi làm ấy ạ, thì nó cũng rất là hữu ích với những bạn mà tham gia khóa học. Không biết là chị Chi có đọc được thêm những câu hỏi khác trong bóc chat không ạ? Có câu hỏi nào chị còn muốn chia sẻ thêm không ạ? Có bạn đang hỏi là làm thế nào để thăng tiến với career path là một DA. Thực ra là nói thế này thì nó sẽ hơi hơi xa một chút, nhưng mà cái cơ hội thăng tiến của mọi người cũng vẫn có rất nhiều nhá, chứ không phải là làm về dữ liệu là không thăng tiến được đâu. Mọi người có cứ bắt đầu đi. Thực ra là nói như thế này nó sẽ hơi xa vời một chút, nhưng mà bản thân mọi người cứ bắt đầu đi thì lộ trình thăng tiến thì nó cũng giống như là rất nhiều các ngành nghề khác thôi. Đấy là mọi người còn có thể bắt đầu từ những cái level cơ bản như fresher, sau khi đến fresher thì đến junior, junior đến senior, senior xong thì sẽ đến giai đoạn là, một là chúng ta phát triển kỹ năng chuyên môn lên đến expert, và hai là chúng ta có thể phát triển lên thành manager. Thì nó cũng giống như, mình nghĩ là nó cũng khá giống như các cái ngành về công nghệ khác thôi. Thì thực ra là ngành ngành về dữ liệu hay ngành về công nghệ nói chung thì nó khá là công bằng cho tất cả mọi người. Nghĩa là nếu mà mọi người có năng lực, mọi người chứng minh được năng lực đấy thì luôn luôn có những cái cửa cho mọi người để phát triển đi lên. Thì cái vấn đề về promotion, về sự phát triển trong tương lai thì nó vẫn là theo phát triển theo cấp bậc thôi. Cái này thì mình nghĩ nó không phải là vấn đề quá là lớn đối với các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên tại thời điểm này đâu. Thì mọi người cứ bắt đầu trước đã với cả cái vị trí fresher trước đã. Dạ vâng ạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị, và hy vọng là với những việc với phần Q&A vừa rồi, với những chia sẻ của chị Quỳnh Chi, thì các bạn đang tham gia webinar ngày hôm nay có thể gọi là định hướng được, tự định hướng cho bản thân là với mình sẽ tham gia khóa học với một cái mindset như thế nào, với một tâm thế ra sao, và có một cái nhìn gọi là rõ ràng hơn cho tương lai. Và đồng thời thì với phần Q&A vừa rồi đã chính thức khép lại sự kiện của webinar tối nay. Ban tổ chức chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới những lời chia sẻ vô cùng bổ ích đến từ chị Quỳnh Chi, cũng như là các bạn sinh viên đã đồng hành cùng ban tổ chức để tạo nên sự thành công của webinar học thử Data Analysis, Data Visualization with Power BI ngày hôm nay. Và một lần nữa thì như đã chia sẻ, chương trình vệ tinh khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh được trường Đại học Ngoại thương kết hợp đào tạo cùng với Databot dành cho sinh viên theo học các chuyên ngành khác nhau, không yêu cầu điều kiện kiến thức chuyên sâu hoặc kinh nghiệm làm việc về công nghệ thông tin hay là khoa học máy tính. Chương trình sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình ứng dụng, khai phá dữ liệu, từ đó chuẩn bị cho người học hành trang mang tính ứng dụng cao nhất, sẵn sàng tham gia vào ngành khoa học dữ liệu. Và trước khi kết thúc sự kiện ngày hôm nay thì ban tổ chức chương trình mong mọi người hãy nán lại một chút để cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm ạ. Sau đây thì xin mời các bạn có thể bật camera và ban tổ chức sẽ chủ động chụp màn hình nhá. Vâng ạ. Dạ vâng. Vâng. 3, 2, 1. Ok ạ. Minh Thư đã nhận được tín hiệu từ ban tổ chức là đã chụp lại được rồi ạ. Và trước khi chúng ta kết thúc sự kiện ngày hôm nay thì lời cuối cùng thay mặt ban tổ chức webinar học thử Data Analysis, Data Visualization with Power BI thì xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các vị khách quý, quý thầy cô và các bạn sinh viên vì đã dành thời gian tham dự chương trình. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và một lời với cả các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại thương là để có thể hoàn thành đủ điều kiện nhận điểm rèn luyện thì các bạn có thể quét mã QR đang được chiếu trên màn hình nhé.